Đề số 12 Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, mã đề số 201. Nó bắt đầu chữa. Câu đầu tiên là câu 41. Kim loại sắt không phản ứng với dung dịch nào thì sắt tác dụng HCl. Đúng không? Sắt có tác dụng HCl để tạo thành FeCl2 cộng H2 là có phản ứng nhá. Sắt tác dụng với AgNO3 để tạo thành Fe2 cộng, đúng chưa? Fe2 cộng cộng với lại bạc, đúng không? Có phản ứng. Sắt tác dụng với đồng, sắt đầy đồng là khỏi muối của nó. Fe cộng với lại COS4 để tạo thành FeS4 cộng Cu, đúng không? Có phản ứng. Vậy ở đây chỉ có Fe không phản ứng, để bài hỏi không. Không phản ứng với NaNO3. Dễ. Câu 42. Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Đề bài hỏi là tính lưỡng tính. Thì ở đây ta có nhé. Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Thì ta có này, NaOH là tính kiềm, bỏ. KOH là tính kiềm, bỏ. CrCl3 không phải tính kiềm, đúng không? Bỏ. Vậy ở đây mình có này, CrOH3 lần là hydroxy lưỡng tính, đúng không? C. Và câu này chắc chắn sẽ không có bên trong cái đề thi chuẩn tổ quốc gia 2020. Được chưa? Câu 43. Trùng hợp propylen thu được polymer có tên gọi là propylen CH2 nối đôi CH3. Trùng hợp là nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành CH2 CH CH3 tất cả N lần. Được chưa? Vậy đây là anh này là gì nhỉ? Anh này là propylen thì anh này thu được là polypropylen. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, polypropylen. Câu 44. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3? Câu 44. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3? Để tác dụng được với AgNO3 trong NH3 thì nó phải là gì nhỉ? Metan là CH4 thì không có tác dụng, đúng không? Ethylene là C2H4 là không có tác dụng. Benzen là C6H6 là không có tác dụng. Thế thì điều kiện những thằng nào mà có thể tác dụng được AgNO3 trong NH3 nhỉ? Thứ nhất là nó phải có nhóm chó, hoặc là có nhóm chó này, hoặc là có nhóm HCOOR phải này, đúng chưa? Hoặc là có liên kết ba đầu mạch HC nối 3 CR phải, đúng không? Một trong ba. Vậy thì mình nhìn thấy thằng propin. Propin đây, HC này nối 3 C nhá, CH3. Propin đúng chưa? Vậy là propin có hydro cắm vào liên kết 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 45. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Câu 45. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Thì chúng ta hiểu rằng một điều này này, là nhiệt độ nóng chảy thấp nhất thì khi và chỉ khi là nó tồn tại ở điều kiện thường là thể lỏng, đúng không? Natri là thể rắn, bỏ. Liti là thể rắn, bỏ. Kali thể rắn, bỏ. Chỉ có thủy ngân tồn tại ở điều kiện thường thể lỏng nên nhiệt độ nóng chảy của nó là thấp nhất. C. Câu 46. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành màu gì? Thì NH3 chúng ta có tính bazơ. Thế thì quỳ tím mà vào dung dịch bazơ ấy, quỳ tím vào dung dịch bazơ thì làm cho dung dịch bazơ chuyển thành màu xanh, được chưa? Màu xanh nhá, quỳ tím và bazơ màu xanh. Ok, tiếp tục câu 47. Dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được CaCO3? Lưu ý để bài hỏi là hòa tan được CaCO3 và CaCO3 chúng ta là muối của một axit yếu là H2CO3. Đúng không? KCl là muối này, không có tác dụng. KN3 không, NaCl không. Và có hòa tan được CaCO3 thì chỉ có là thằng nào thôi ạ? Hòa tan được CaCO3 thì chỉ có là thằng HCl. Bởi vì nó sẽ xảy ra phản ứng gì? Phản ứng HCl cộng với lại CaCO3 để tạo thành CaCl2 cộng H2O cộng CO2. Được chưa? Vậy là kim loại phản ứng đối dung dịch CaCO3 là AHCl. Câu 47. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? Thế thì mình có này, bạc là không tác dụng với NaOH, đúng không? Sắt là cũng không tác dụng được với NaOH. Đồng là cũng không tác dụng được với NaOH. Vậy kim loại tác dụng được với NaOH chỉ có nhôm. Nó xảy ra theo phương trình phản ứng sau này. Chúng ta phải viết được phương trình phản ứng này là nhôm. Nhôm tác dụng với NaOH để tạo thành Na AlO2 cộng với lại H2. Đấy chưa? Trong này có nước nữa. Nhá.
Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta đã có đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, nhôm. Câu 49. Câu 49. Chất nào sau đây là muối axit? Đề bài hỏi là chất nào sau đây là muối axit, thì muối axit là muối mà chứa hydro ở bên trong gốc muối, đúng không? Thế thì CO4 là không phải, Na2CO3 là không phải, NaNO3 không phải. Vậy muối axit là CNaH2PO4 nhá, muối axit. Câu 50. Công thức phân tử của ethanol. Công thức phân tử của ethanol là C2H5OH, hay người ta có thể viết gộp lại là C2H6O, được chưa? Vậy C2H6O đáp án đúng là đáp án C. Câu 51. Fructose là một loại monosaccharide có nhiều trong mật ong. Fructose là một loại monosaccharide có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc sắc. Công thức phân tử của fructose. Đấy, chú ý nhé, thằng này có nhiều trong mật ong này và có vị ngọt sắc. Vậy thì fructose thì công thức của nó giống với lại glucose đúng không? C6H12O6. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 52. Một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Khí X là... Thế thì khí X kết hợp với hemoglobin này làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Vậy thì khí X chúng ta nitơ không có độc, chúng ta vẫn hít nitơ hàng ngày bị lẫn với oxy, đúng chưa? Hydro không, heli không. Mà cái thằng mà gây tử vong nhiều trong vụ cháy là do nhiễm độc khí CO. Bởi vì làm sao nhỉ? Bởi vì cháy nó sinh ra carbon, mà cháy thì lại cháy hay bị thiếu oxy. Thì carbon tác dụng với oxy để tạo thành CO2, nhưng mà do thiếu oxy nên CO2 tác dụng tiếp với carbon để tạo thành CO, và nó sinh ra cái khí CO này là độc. Ok. Câu 53. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch brom là, chúng ta nhìn nhé. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch brom là, chúng ta có này, nước vào CaC2. Thế thì nước vào trong CaC2 thì mình sẽ có phương trình là nước cộng với lại CaC2 để tạo thành CaOH 2 lần cộng với lại C2H2. Được chưa? Thế thì C2H2, thế thì bây giờ CH2 là khí bay lên này, sẽ chui vào trong bình brom. Vậy là sẽ là C2H2 sẽ làm bình brom bị nhạt màu. Đúng chưa? Vậy trong bình chứa dung dịch brom là CH2 là có liên kết 3 mà. Đây này, CH2 đây. Nó có liên kết 3 thì nó tác dụng với brom nên nó làm cho dung dịch brom bị nhạt màu. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Thế nhá. Mình sang câu tiếp này. Câu số 54. Tiếp theo câu số 54. Dẫn khí CO dư đi qua ống sứ đựng 72 gram bột FeO. Ta có nhá. CO đây là dư này. Vào ống sứ đựng 72 gram bột FeO. Số mol FeO bằng 7,2 chia cho 72 thì bằng 0,1. Đun nóng thu được hỗn hợp khí X. Vậy thằng này CO dư thì chắc chắn hỗn hợp khí X là gồm CO2 và CO rồi. Thế thì CO dư nên FeO hết, đúng theo phương trình. Đây cộng với là Fe thì số mol CO2 là bằng 0,1. Được chưa? Thế vậy thì hỗn hợp khí chúng ta sẽ gồm là CO2, 0,1 và CO dư. Cho vào bên trong anh nước vô trong dư, CaOH 2 lần dư thì thu được mg kết tủa. Vậy kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3. Được chưa? Bao nhiêu CO2 do CaOH 2 lần dư thì nó kết tủa hết để tạo thành kết tủa đây là 0,1. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, vậy mình tìm được giá trị của kết tủa là 0,1 x 100 thì bằng 10. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Ok. Câu 55. Câu 55. Cho 15,6 gram. Cho 15,6 gram hỗn hợp X gồm nhôm và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư. Tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được khí hydro. Chúng ta tìm được số mol khí hydro bằng 6,72 chia 2,4 thì bằng 0,3. Hoàn toàn chúng ta nhìn thấy rằng Al2O3 thì không tác dụng với NaOH dư. À sorry, Al2O3 có tác dụng với NaOH dư nhưng không sinh hydro. Nhôm tác dụng với NaOH dư thì sinh hydro, và một nhôm thì sinh 3/2 hydro. Nên hoàn toàn chúng ta tìm ra được số mol nhôm là 0,3 chia cho 1,5 thì bằng 0,2. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của nhôm. Khối lượng của nhôm là 0,2 x 27 bằng 5,4. Được chưa? Vậy mình tìm được khối lượng của Al2O3 bằng 15,6 trừ N bằng 10,2 gram. Vậy suy ra mình tìm được khối lượng của Al2O3 là 10,2 gram. Đáp án đúng là đáp án D. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 56.
Câu 56. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Khi mà đề bài hỏi chúng ta là cặp chất nào sau đây cùng một tồn tại trong một dung dịch thì tương đương với việc là ở bên trong này là những thằng nào không tác dụng lại với nhau thì nó cùng tồn tại. Được chưa? Thế mình có NaOH cộng với MgS4 thì nó tạo thành là MgOH 2 lần kết tủa nên là không tồn tại với nhau trong một dung dịch được. NH4Cl cộng với KOH thì nó sẽ tạo thành là NH3. Đúng chưa? NH3 thì khí bay lên vì vậy nên cũng không cùng tồn tại với nhau trong dung dịch được. K2CO3 và HNO3 thì nó tạo thành CO2 cộng H2O cộng KNO3, có CO2 bay lên cũng không cùng tồn tại trong một dung dịch được. Vậy cùng tồn tại với nhau trong một dung dịch thì chỉ có thể là đáp án A, NaCl và AlNO3 3 lần. Ok. Câu 57. Cho dung dịch. Số dung dịch làm đổi màu phenol và phtalein là. Phenol và phtalein thì nó chỉ làm đổi màu những cái thằng mà có tính kiềm. Vậy là cứ có tính kiềm sẽ làm đổi màu phenol và phtalein. Nhưng mà riêng là anilin là có tính kiềm nhưng kiềm của nó yếu quá nên không làm đổi màu. Phenol và phtalein hay quỷ tím, bỏ. CH3NH2 làm phenol và phtalein chuyển thành màu hồng. H2 này, một nhóm NH2 này, hai nhóm NH2 này, một nhóm COH này, hai nhóm NH2, một nhóm COH. Vậy thì nó làm cho phenol và phtalein chuyển thành màu hồng. Vậy anh này là lysine này, có này. Cuối cùng là anh glycine. Glycine chỉ có một nhóm NH2, một nhóm COH, đúng chưa? Vậy là không làm phenol và phtalein đổi màu. Đấy chưa? Vậy mình có là số chất, số dung dịch làm đổi màu phenol và phtalein là 1, 2, 2 cháu. Đáp án đúng đáp án C. Đáp án đúng đáp án C. Câu 58. Câu 58. Thủy phân STX trong dung dịch axit thì thu được CH3COH và CH3OH. À, để mà thủy phân thu được, vậy thì khi và chỉ khi cái thằng này phải được cấu tạo từ đầu axit là CH3COO và đầu kiềm là đầu CH3. Ok? Vậy nó phải là CH3COO CH3. Vậy mình nhìn nó trùng với ngay đáp án, đúng là đáp án D. Câu 59. Câu 59. Cho 15g hỗn hợp hai amin đơn chức. Hai amin đơn chức, vậy mình đặt chung amin đơn chức là RN trung bình, R trung bình NH2. Khối lượng đề bài cho chúng ta là 15g. Tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, CL đây vừa đủ. Thì thu được muối. Đề bài nói chúng ta là khối lượng muối là 23,76. Vậy hoàn toàn đấy chúng ta có bảo toàn khối lượng, mình có 15 cộng với lại khối lượng của HCl thì bằng 23,76. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của HCl thì bằng 23,76 trừ 15. 23,76 trừ 15 bằng 8,76. Và hoàn toàn ta tìm được số mol 8,76 chia 36,5 thì bằng 0,24 mol. Thế thì 0,24 mol HCl thì mình tìm được số mol HCl bằng chia cho là mình tìm được số mol HCl bằng 0,24 thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được nồng độ. Chúng ta lấy 0,24 chia cho 0,75 thì bằng 0,32. 0,32 lít thì bằng 320 ml. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À. Ok. Câu 60, câu lấy mốc điểm 5. Câu 60, câu lấy mốc điểm 5. Cho 0,9g glucose, 0,9g glucose C6H12O6. Ta tìm được số mol là 0,9 chia 180 bằng 5 × 10^3. 5 × 10^3. Tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3. AgNO3 trong NH3 thì ta lưu ý là một thằng glucose, một thằng glucose thì nó tráng hai hàng bạc, đúng chưa? Ra được hai bạc. Vậy từ đó mình tìm này, số mol glucose là 5 × 10^3 này nhân 2 thì bằng 0,01. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng bạc nhân 108 bằng 1,08. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 1,08. Ok. Đấy, thì các em có thể nhìn thấy rằng là những cái câu từ câu số 1, 20 câu đầu rất là dễ, mức độ nhận biết thông hiểu. Ta giải vèo phát là xong. Và chúng ta phải cố gắng tập trung để làm sao mà giải làm sao nhỉ? Giải chắc chắn đúng, không bị sai một câu nào trong 20 câu đầu nhá. Đây nhá. Bởi vì ở đây là cái chữa đề của thầy nên là thầy sẽ hướng dẫn chúng ta theo thực chiến. Thực chiến thì có nghĩa là nhìn thấy câu khó không được đâm đầu vào. Dĩ nhiên cái những câu này chưa phải là câu khó, hoàn toàn sức của chúng ta làm được. Bởi vì sức mà thầy dạy các em là các em có thể làm được dạng HCO3 với CO3 2 trừ vào H cộng. Nhưng mà cái chỗ đoạn này hơi dài, nó hơi rắc rối đầu. Thì để tránh cho cái đầu não chúng ta bị nóng, mình đánh dấu, mình để lại. Tí mình giải sau. Mình giải các câu dễ trước nhé. Cái nguyên lý chúng ta khi đi thi trung học thông quốc gia là để làm chắc chắn thì chúng ta phải giải câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Câu này cũng để làm sau, câu này làm sau.
Được chưa? Đây là những câu mức độ khá để lấy lên mức 8 điểm thôi nhá, 7 8 điểm. Nhưng mà chúng ta cứ đánh dấu lại chúng ta làm sao. Ok. Mình sang làm những cái câu mà nó dễ dễ nhìn nó dễ dễ đã. Được chưa? 64 cũng vậy đúng không? Để lại. Ok, 65 làm được. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng này. Số phát biểu đúng này. Thủy phân triolin thu được ethylene glycol. Thủy phân triolin thì thu được glycerol chứ không phải ethylene glycol. Đúng không? Bỏ A. Tinh bột bị thủy phân khi có các xúc tác là axit hoặc enzyme. Đúng, tinh bột thủy phân xúc tác axit hoặc enzyme. Chính xác. Bởi ví dụ nhá, xúc tác là axit thì là trong HCl rồi, còn enzyme là nước bọt chúng ta, đúng không? Thủy phân vinyl formate. Vinyl formate HCOO CH nối đôi CH2. Thủy phân đây, thủy phân trong môi trường H cộng. H cộng. Thì nó sẽ tạo thành là HCOOH cộng với cái thằng này. Thì thầy đã nói rất là nhiều rồi. Đây là trường hợp đặc biệt của este đúng không? Hôm nọ chúng ta tổng ôn este, trong khóa tổng ôn thì cũng có nói lại về nó. CH2 gọi là CH3 CHO. Thì có đúng là HCOH trắng bạc và CH3 CHO cũng trắng bạc. Vậy thu được cả hai sản phẩm đều trắng bạc là đúng. Trùng ngưng axit epsilon amino caproic thu được polycaproamide chính xác. Epsilon amino caproic hay còn được gọi là ni lông 6 đấy, thì thu được polycaproamide chính xác. Chỉ dùng quý tím có thể phân biệt được ba dung dịch. Đây, chúng ta nhìn nhá. Chúng ta phải lưu ý này. Alanin. Alanin. Alanin thì thằng ala thì nó có một nhóm COH và một nhóm NH2. Được chưa? Thằng lysine. Lysine thì có một nhóm COH và hai nhóm NH2. Thằng acid glu. Glutamic nhá. Glu acid glutamic thì nó có hai nhóm COOH và một nhóm NH2. Nếu ta sử dụng quỳ alanin do số nhóm COH bằng số nhóm NH2 không hiện tượng. Lysine một nhóm COH, hai nhóm NH2, vậy nó sẽ làm quỳ chuyển thành màu xanh. Làm quỳ chuyển màu xanh. Acid glu hai nhóm COH, một nhóm NH2 làm quỳ chuyển thành màu đỏ. Vậy là mình phân biệt được. Vậy chỉ dùng quỳ tím để phân biệt được ba dung dịch chính xác. Phenylamin. Phenylamin thì chính là cháu C6H5NH2 đấy. Ít tan trong nước nhưng tan tốt trong dịch HCl chính xác. Thằng này gần như là không tan trong nước chứ không phải là tan ít ấy. Không tan trong nước. Vậy là sai. Vậy chúng ta sẽ có là số phát biểu đúng là B, C, D, E. 4 phát biểu đúng nhá. Đọc lại một lần nữa. Tinh bột bị thủy phân. Những cái câu về phát biểu đúng hay sai mình đọc lại. Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzyme chính xác. Thủy phân vinyl format thu được hai sản phẩm đều phản ứng trắng bạc đúng. Trùng ngưng thu được polycaproamide đúng. Chỉ quỳ tím phân biệt được ba dung dịch đúng. Vậy mình có 1, 2, 3, 4, 4 à. Câu 66. Câu 66. Cho các sơ đồ phản ứng sau. Cho các sơ đồ phản ứng sau. Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất Y tác dụng được với dung dịch H4 loãng. Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất Y tác dụng được với dung dịch H4 loãng. Hai chất nào sau đây đều thỏa mãn tính chất của X. Lưu ý nhá. Hai chất nào sau đây đều thỏa mãn tính chất của X. Thì chúng ta để ý này, hết sức để ý vào đây này. Mình có này. Giả sử như thằng X của mình là AlCl3 nhá. Thì mình được AlCl3 dư mà cộng với lại BaOH 2 lần. Do thằng nhôm 3 cộng dư nên chắc chắn nó sẽ tạo thành kết tủa AlOH 3 lần. Kết tủa. Và dung dịch ở bên trong dung dịch của chúng ta thì tồn tại thằng BaCl2. Được chưa? Tiếp tục. Thằng X tiếp. Thằng X tiếp là thằng AlCl3. Lúc này là tác dụng với BaOH 2 lần dư. Thì lúc này nó không có kết tủa bởi vì là AlOH 3 lần bị tan mà. Bị tan trong dịch BaOH 2 lần. Vì vậy nên không có kết tủa AlOH 3 lần nữa. Được chưa? Mà lúc này dung dịch lại chỉ tồn tại BaAlO2 tất cả 2 lần. Được chưa? Cộng với lại gì ạ? Cộng với lại BaCl2. Ok. Nhưng mà không có nước ạ. Thằng này không có nước ạ. Được chưa? Đây nhá, đề bài vào nói này. Chất Y tác dụng với dung dịch H4 loãng. Đây, BaCl2 này tác dụng với H4 loãng. Được.
đúng không? Sorry, cái chỗ này có nước đấy, anh này cộng thêm nước nữa. Được chưa? Tác dụng được với dung dịch H4 loãng. Vậy là đây là chất Y này. Tác dụng được H4 loãng đúng. Vậy AlCl3 được. Đúng không? Vậy là AlCl3 được. Được chưa? AlCl3 thì được, thỏa mãn. Cứ thằng nào có AlCl3 thì được, thỏa mãn. Rồi mình nhìn tiếp này. Giờ sang cái thằng này là thằng Al2S4 3 lần. Giả sử X là Al2S4 3 lần, SO4 tất cả 3 lần mà cộng với BaOH 2 lần, thì có phải do anh này dư thì mình cũng tạo thành AlOH 3 lần kết tủa, và lúc này nó tạo thành BaSO4. Được chưa? Tiếp tục nữa là cũng là anh Al2SO4 3 lần dư mà cộng với BaOH 2 lần, sorry, thằng này lúc này không cho dư nữa. BaOH 2 lần dư thì tạo thành gì nhỉ? BaOH 2 lần dư thì nó tạo thành Ba AlO2 tất cả 2 lần cộng với BaSO4. Vậy thì ở đây mình sẽ có là cái chất Y của mình là BaS4. Y là BaS4 thì BaS4 có tác dụng với H2O4 loãng nữa không ạ? Không ạ. Vậy là cứ chỗ nào có Al2O4 3 lần là loại. Al2O4 3 lần loại. Al2O4 3 lần loại. Vậy là mình nhìn này, mình nhìn trong tất cả các đáp án của mình. Vậy bây giờ chỉ còn đáp án D là đáp án thỏa mãn. Đúng không? Bây giờ mình chỉ còn đáp án D là đáp án thỏa mãn. Mình xem nhé, mình xem nhé. AlNO3 nhé. Ta viết tiếp AlNO3. AlNO3 3 lần cộng với ban đầu thằng này dư BaOH 2 lần thì chắc chắn nó tạo thành kết tủa AlOH 3 lần cộng với BaNO3 2 lần. Được chưa? Tiếp tục ngược lại, nếu cho AlNO3 3 lần, sorry, AlNO3 AlNO3 3 lần cộng ngược lại, lúc này là cho BaOH 2 lần dư, thì mình thu được Ba AlO2 2 lần cộng với BaNO3 2 lần. Vậy thì chắc chắn cái chất Y của chúng ta là BaNO3. Và BaNO3 thì chắc chắn nó tác dụng với H2O4 để tạo thành kết tủa BaS4. Vậy đáp án đúng nhất của chúng ta là đáp án D. Thế thì thực ra thì chỗ này nếu mà chúng ta nhìn tinh phương trình thì chúng ta sẽ nhìn được như sau này. Thứ nhất là thằng Al2O4 này khi mà tác dụng với lại thằng BaOH 2 lần thì nó tạo thành kết tủa BaS4, và tương tự anh này thì tác dụng với BaOH 2 lần dư tạo thành kết tủa BaS4. Vậy thì nếu mà là Al2S4 thì Y chúng ta là BaS4, và BaS4 thì không tác dụng H2O4 loại. Đúng chưa? Nó loại được AB. Đấy, còn lại sau đó mình viết phương trình. Đây là cách giải nhanh nhá. Ta sang câu tiếp theo, câu số 63. Câu tiếp theo của số 63. Cho hóa chất, số chất phản ứng với dung dịch HCl là. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là. Đề bài bảo thế nhá. Đề bài bảo là mình phải xác định được là có bao nhiêu chất phản ứng được với HCl. Yêu cầu là phản ứng với HCl thôi, chứ không nói là ở điều kiện nào. Vậy ở đây mình cứ coi như là mọi điều kiện đi. Thì crom tan ở bên trong HCl, loãng nóng. Được. FeCO3 là muối tạo bởi axit yếu H2CO3 nên tác dụng được với HCl tạo thành FeCl2 cộng H2O cộng CO2. FeNO3 2 lần ở đây có sắt dương 2 này, là còn tính khử này. Trong này có ion NO3 trừ này, có H cộng là coi như HNO3 này. Đúng chưa? Vậy là sắt dương 2 sẽ bị lên sắt dương 3 cộng khí NO cộng 2O có này. FeOH 3 lần là bazơ có này. CrOH 3 lần là hydroxit lượng tính này có này. Na2CrO4. Na2CrO4 mà trong HCl thì nó sẽ tạo thành là Na2CrO2O7. Được chưa? Bởi vì thằng này là không tồn tại trong môi trường axit mà ngay lập tức chuyển thành dạng CrO2O7. Ok. Vậy mình có số chất phản ứng với dung dịch HCl câu 67 của mình là bao nhiêu chất ạ? 1 2 3 4 5 6 và chốt lại của chúng ta là có tất cả 1 2 3 4 5 6 cả 6 chất. Được chưa? Đáp án đúng đáp án D. 6 chất. Câu 68 lại là một câu chất béo, đúng không? Câu chất béo này cũng khá là hay nhá. Chúng ta đừng nên động vào nó ngay, chúng ta để lại tí là động sau. Ok. Sang câu tiếp theo, câu số 69. Câu số 69. Thực hiện các thí nghiệm sau. Cho bột magie dư vào dung dịch FeCl3.
cho bột magie dư vào dung dịch FeCl3. Do ở đây là bột magie dư nên là mình có phương trình là magie cộng với sắt 3 để tạo thành magie dương 2 cộng với lại sắt dương 2. Số thí nghiệm thu được muối sắt 2 ạ. Tiếp tục nhé, do là magie dư nên sắt dương 2 hết. Do là magie dư nên sắt dương 3 hết. Lúc này sắt dương 2 sẽ cộng tiếp với magie để tạo thành sắt cộng magie dương 2. Được chưa? Nên là không có muối sắt 2 ở A. Đốt dây sắt trong khí clo dư thì mình thu được FeCl3 cũng không phải muối sắt dương 2. Bột Fe3O4 và dung dịch H2O4 đặc nóng dư. F3O4 và H2O4 đặc nóng dư thì nó sẽ lên hết là sắt dương 3. Loại tiếp. Cho bột sắt vào AgNO3 dư thì đầu tiên sắt tác dụng với lại bạc cộng để tạo thành sắt dương 2 cộng với bạc. Nhưng do bạc cộng dư nên tác dụng tiếp với sắt dương 2 để tạo thành sắt dương 3 cộng bạc. Được chưa? Vậy là loại tiếp. Ôi loại nhiều thế. E, bột sắt dư và HNO3 loãng. Thì có phải đầu tiên là sắt tác dụng HNO3 loãng để tạo thành sắt dương 3 không ạ? Nhưng sắt dương 3 lúc này lại tác dụng do đề bài nói là một sắt dư nên tác dụng tiếp tục với sắt để tạo thành sắt dương 2. Vậy E có một cháu E rồi. Ấm rồi. Đúng không? Một cháu E rồi, ấm rồi. Cho bột FeO vào dung dịch H2S4 thì ở đây là sắt dương 2 này vào trong H cộng thì tạo thành sắt dương 2. Hai cháu. Vậy câu 69 của chúng ta chỉ có hai cháu thôi ạ. Được chưa? Vậy thì đáp án đúng chúng ta là số thí nghiệm thu được muối sắt 2 là B. Bỏ. Hai cháu. Đấy, chúng ta phải nắm được phương trình nhá. Không nắm được phương trình là toang đấy. Mình sang câu tiếp theo, câu số 70. Thủy phân hoàn toàn một mol peptide mạch hở X. Thủy phân hoàn toàn một mol peptide mạch hở X thu được 2 mol gly. Vậy nó sẽ có hai gốc gly, gly 2. Một mol ala, một gốc ala, một mol vali, một gốc vali. Thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp các amino acid peptide trong đó có ala gly. Ala phải đứng trước gly. Được chưa? Và gly phải đứng trước vali. Vậy gly phải đứng trước vali. Được chưa? Thế thì vậy thì dựa vào cái công thức trên thì mình sẽ có cái trường hợp đầu tiên là ala gly gly vali. Đúng chưa? 1A, 1V, 2G. Ok. Trường hợp thứ hai là GV AG. Đúng không? Vẫn được. Trường hợp số 3 là AGV vẫn thỏa mãn. Ala đứng trước gly này. Gly đứng trước valin này. Đúng chưa? Và thêm một thằng G đằng trước. Trường hợp số 4 AGV G đứng sau vẫn thỏa mãn. Được chưa? Vậy mình tổng cộng có mấy ạ? Mình tổng cộng có mấy cháu? Mình tổng cộng câu 70 của mình là tổng cộng có 4 cháu, đúng không? 4 cháu, vậy đáp án đúng là đáp án C nhá. Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất X là C 4. Ok. Được chưa? Xong nha. Câu 74, câu 71. Câu 71. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau. Lưu ý nha. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau. Thuốc thử thứ nhất, COH tạo thành hợp chất màu tím. COOH 2 lần tạo thành hợp chất màu tím. Vậy ở đây mình có này, để tạo thành hợp chất màu tím này thì mình có này, nó phải là bọn gì? Bọn từ tripeptide trở lên. Thế mình nhìn nhá, gly ala gly tripeptide. Gly ala gly tripeptide chứ còn etin format là không. Bỏ. Anilin cũng không. Bỏ. Vậy mình chỉ có A với B, loại C, loại D rồi. Tiếp tục này, dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tụ bạc. AgNO3 trong NH3 tạo kết tụ bạc. Vậy mình có này, y, thằng Y này phải tạo kết tụ bạc. Mình nhìn nhá, anilin là không thể có kết tụ bạc được. Etin format nó có dạng là HCOO C2H5. Thì đúng là đầu HCO đúng không? Nó sẽ tạo kết tụ. Nhá. Vậy xong, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án. Ok. Rất là dễ rồi đúng không? Và sang câu tiếp theo, câu số 72. Câu tiếp theo, câu số 72. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ
thì thu được khí hydro, dung dịch NaCl này. NaCl này. Nước này, điện phân dung dịch, điện phân dung dịch thì ta thu được NaOH cộng với lại Cl2 cộng với H2. Chú ý là thu được H2 ở cátốt, đây là H2 ở cátốt, đúng chưa? Vậy là A đúng. Dùng khí CO dư khử CuO nung nóng thu được kim loại đồng. CO dư thì khử được CO, CO dư nhá cộng với lại CuO thì mình thu được đồng, đúng chưa? Đồng, kim loại đồng. Ok, ngon, B được. Để hợp kim sắt và niken ngoài không khí ẩm thì kim loại niken bị ăn mòn điện hoại. Chúng ta đọc nhé. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên, vậy sắt đứng trước niken, vậy tính khử của sắt mạnh hơn niken. Vậy thì để ngoài không khí thì sắt bị ăn mòn chứ không phải niken bị ăn mòn. Bỏ C. Dùng dung dịch Fe2S43 lần dư có thể tách bạc ra khỏi hỗn hợp bạc và đồng. Xem nhá. Bây giờ này, mình có này, dung dịch Fe2S43 lần, vậy là sắt 3 cộng. Sắt 3 cộng tác dụng với bạc. Đúng không? Sắt 3 cộng có tác dụng với bạc không? Không ạ, sắt 3 cộng không tác dụng bạc nhưng nó tác dụng với đồng để tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại đồng 2 cộng. Ok, để tạo thành sắt 2 cộng cộng với đồng 2 cộng. Vậy thì lúc này thì đồng đã bị hòa tan rồi, bạc không bị hòa tan, vậy có thể tách bạc ra khỏi hỗn hợp này, chính xác. Cho sắt dư vào dung dịch AgNO3 Fe vào bạc cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng bạc. Và do sắt dư, do sắt dư nên bạc cộng hết, đúng chưa? Do sắt dư nên bạc cộng hết. Và do bạc cộng hết nên trong dung dịch chứa muối là muối sắt 2 cộng chứ không có bạc cộng. Được chưa? Bạc cộng hết rồi, không có sắt 3 cộng. Vậy mình được là số phát biểu đúng là 1, 2, 3. 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Vậy 2 chúng ta đáp án đúng là đáp án D. Ok chưa? Ui dồi ôi, các em nhìn nhá, 73 này, 74 này, 75 này, 76 này, 77 này, 78 này, 79 này. 80, nhìn thấy toang chưa? Nhìn thấy toang chưa? Thế đến bây giờ thì bắt đầu mình quay ngược trở lại. Thầy chữa hết, nhưng bây giờ mình quay ngược trở lại, mình giải những cái câu mà vừa nãy mình giải lại. Đấy, thế thì từ nãy đến giờ khi mà mình làm những cái câu đấy thì mình làm đến câu số 72 và mình để lại câu 68 là 1, câu 64 là 2, câu 61, 62, 63, để lại 5 câu. Nếu mình giải chọn được hết 5 câu này là mình được 8 điểm, đúng không? Đấy, nếu giải chọn hết 5 câu này thì mình được 8 điểm. Và bây giờ mình sẽ đi làm cả 5 cái câu này. Ok. Nào, mình sẽ có nhá. Đầu tiên mình giải câu số 61 trước. Cho m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3. M gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, nung. Nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi. Thế thì khi thằng này nung ở nhiệt độ cao ấy mà đến khối lượng không đổi thì mình sẽ thu được là thằng K2CO3 này với lại thằng CaO này, và khí sinh ra là khí CO2. Được chưa? Vậy đây là chất ăn Y. Cho Y vào nước dư. Cho Y vào nước dư. Cho Y vào nước dư thì mình sẽ thu được dung dịch là gồm K2CO3 với lại CaOH 2 lần. Thế thì ngay lập tức thằng K2CO3 tác dụng với CaOH 2 lần để tạo thành CaCO3. Đúng chưa? Kết tủa xuống nhá. Để tạo ngay thành CaCO3. Vậy đây là 0,2 mg kết tủa. Thế thì đây nó đặt M với M rồi. Thế thì thầy cứ đặt thằng này là 100. Cứ đặt thằng này là 100g. Đúng chưa? Thì 0,2M thì chỗ này bằng 20g. Thế ngay tức mình tìm được số mol CaCO3 bằng 20 chia 100. 20 chia 100 được bằng 0,2. Đúng chưa? Rất may mắn này, phân tử khối này bằng 100 này. Phân tử khối này bằng 100 này. Vậy là mình cũng tìm được số mol bọn này luôn. Là 100 chia 100 thì tổng số mol hàng này là bằng 1. Nhá. Ok chưa? Ok chưa? Tiếp tục này. Thu được 0,2 gam chất rắn Z. Đây là chất rắn Z. Và dung dịch E. Dung dịch E. Thế thì thu được dung dịch E là gì? Dung dịch E đây. Thế dung dịch E của mình dự đoán còn gì? Mình nhìn nhá. Nó có hai khả năng xảy ra. Hoặc là canxi 2 cộng hết. Đúng không? Bởi vì tạo thành thằng này. Thế là còn lại CO3 2 trừ. Đúng không? Hoặc là CO3 2 trừ hết. Và còn canxi 2 cộng. Nhưng mà nói này,
từ từ H cộng HCl vào E mà vẫn còn khí thoát ra, vậy chắc chắn CO3 2 trừ phải còn dư. Được chưa? Vậy chứng tỏ là canxi 2 cộng hết nhá. Canxi 2 cộng hết, vậy dung dịch E chúng ta tồn tại những thằng sau này. OH trừ và KOH đấy, KOH và K2CO3. Được chưa? Tồn tại KOH và K2CO3. Đấy là dung dịch E của chúng ta là còn tồn tại KOH và K2CO3. Ok? Hiểu chưa nhỉ? Đề bài nói tiếp. Khi khí nhỏ từ từ, lưu ý đây là nhỏ từ từ H cộng nhé. Đây là dung dịch E này. Nhỏ từ từ H cộng và dung dịch E. Để mình sang trang lên này. Nhỏ từ từ H cộng xuống dưới này cho tiện. Đề bài bảo là nhỏ từ từ H cộng vào dung dịch E thì khi khí bắt đầu thoát ra thì cần dùng một V 1 lít dung dịch HCl. Vậy đầu tiên nhỏ từ từ H cộng này từ từ vào dung dịch E là gồm OH trừ với lại CO3 2 trừ. Khi mà H cộng từ từ vào OH trừ với CO3 2 trừ thì phản ứng đầu tiên xảy ra là H cộng ăn OH trừ. Đúng chưa? Sau đó H cộng mới ăn CO3 2 trừ. H cộng ăn OH trừ để tạo thành nước. Sau đó H cộng ăn CO3 2 trừ để tạo thành HCO3 trừ. Được chưa? Sau đó nếu H cộng còn dư thì HCO3 trừ mới ăn H cộng để tạo thành CO2 cộng nước. Thế mà ở đây đề bài nói với chúng ta là đến khi khí bắt đầu thoát ra cần dùng V1 lít dung dịch HCl. Đến khi khí bắt đầu thoát ra, đây đây là khí bắt đầu thoát ra này. Vậy lúc này để mà khí chưa bắt đầu thoát ra có nghĩa là coi như là chưa thoát ra. Vậy lúc này để mà với sử dụng V1 H cộng này thì là nó mới chỉ là ăn OH trừ và ăn CO3 2 trừ tạo thành HCO3 trừ thôi. Ok, hiểu không? Dễ thôi mà. Đúng không? Dễ thôi mà. Rất là dễ thôi. Thì hết V1 lít. Còn lại đến khi thoát ra vừa hết khí thoát ra vừa hết là tất cả phương trình này xảy ra hết. Thì thoát ra V2 lít tỷ lệ V1 chia V2, vậy chúng ta cần phải tìm V1 với lại V2 bằng bao nhiêu? Đúng không? Đấy, chúng ta cần tìm V1 với V2 bằng bao nhiêu? Ok. Thế bây giờ cả nhà cùng nhìn kỹ vào đây nhá, cả nhà cùng nhìn kỹ vào đây nhá. Nếu mà V1 hết và V2 lấy hết. Bây giờ chúng ta cần tìm được số mol của KOH và số mol của K2CO3. Mặc dù mình đã biết được số mol kết tủa đây rồi là Ca2CO3 và số mol kết tủa này thì tính theo gì ạ? Tính theo canxi bởi vì coi như là canxi kết tủa hết vào đây. Vậy bảo toàn canxi thì số mol anh này là 0,2. Ok. Và số mol anh này bằng 0,2, vậy mình sẽ có bảo toàn OH trừ, mình suy ra được số mol KOH 0,2 nhân 2, số mol KOH bằng 0,4. Ok. Số mol KOH bằng 0,4. Nhá. Thế là trong này còn dư là K2CO3. Được chưa? Trong này còn dư là K2CO3. Tan trong nước. Thế bây giờ mình bảo toàn canxi, có phải canxi từ đây chui ở đây không? Vậy canxi ở trong này là 0,2. Vậy suy ra canxi trong này là 0,2. Vậy suy ra canxi trong này cũng bằng 0,2 không? Canxi không chui đi đâu cả. Vậy thì ngay lập tức mình suy ra được số mol của KHCO3 là 1 trừ 0,2 thì bằng 0,8. Vậy bảo toàn kali thì mình sẽ có là 0,8 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,4. Ok. Vậy là K2CO3 bằng 0,4 nhá. Vậy K2CO3 đây bằng 0,4 này. Được chưa? Cuối cùng bây giờ mình bảo toàn carbon. Carbon ở đây là 0,4. Ok, carbon đây là 0,4 nhá. Nhìn rõ chưa? Carbon trong này là 0,4 ạ. Carbon trong này là 0,4. Vậy thì bỏ đi 0,2 trong kết tủa K2CO3 rồi, vậy chỉ còn là 0,2. Vậy trong K2 sorry, bỏ 0,2 trong kết tủa CaCO3, vậy trong K2CO3 chỉ còn là 0,2. Thế là xong rồi đấy. Vậy là đề bài nói chúng ta này. Khi khí bắt đầu thoát ra này cần dùng V1 lít dung dịch HCl, chúng ta cần tìm được số mol HCl ở V1 đúng không? Khi khí bắt đầu thoát ra thì số mol OH trừ là 0,4 này. Số mol K2CO3 hay là CO3 2 trừ là 0,2 này. Vậy thì để khi khí vừa mới thoát ra thì mình coi V1 là N1 đúng không? Thì mình có N1 của mình bằng 0,4 cộng 0,2 bằng 0,6. Bởi vì khí vừa thoát ra thì mới chỉ tạo thành HCO3 trừ thôi. Thế còn khi mà khí thoát ra hết ạ thì đạt thì mình sẽ có là N2. N2 lúc này là bằng 0,4 cộng 0,2. Ăn tỷ lệ 1:1 mà. Sau đó 0,2 mol CO3 2 trừ tạo thành 0,2 mol HCO3 trừ. 0,2 mol HCO3 trừ lại ăn tiếp với 0,2 mol H cộng, vậy cộng thêm 0,2 nữa. Vậy là bằng 0,8. N2 bằng 0,8. Và tỷ lệ về số mol cũng chính là tỷ lệ về thể tích. Nên chúng ta sẽ tìm được là V1 chia V2
bằng 0,6 chia 0,8. 0,6 chia 0,8. Không phẩy bảy lăm có nghĩa là bằng 3 chia 4. Ok, vậy đáp án đúng của chúng ta là 3 chia 4. Đáp án đúng là đáp án B bỏ, 3 chia 4 các em nhé. Thì thực ra là câu này nó cũng dễ thôi, không quá khó, làm được. Đúng là lấy mức lấy 8 điểm thì mình cần phải làm được những câu như này, chính xác luôn. Xong nha, mình sang câu 62 này. Xu hướng mấy năm gần đây, xu hướng mấy năm gần đây, bộ rất thích cho thi những cái câu hydrocarbon như câu 62 về bảo toàn liên kết pi nhá, rất thích. Và chắc chắn là trong đề của bộ cũng sẽ một câu như này. Cho 11,2 lít ở điều kiện tiêu chuẩn, số mol là 11,2 chia 2,4 bằng 0,5. Hỗn hợp X gồm CaH2 và hydro đi qua bình đựng niken đun nóng thì thu được hỗn hợp Y, chỉ chứa 3 hydrocarbon. Vậy chỉ chứa 3 hydrocarbon là CaH2 này, CaH4 này, CaH6 này, đúng chưa? Có tỉ khối so với hydro là 14,5. Vậy phân tử khối trung bình của bọn này bằng 14,5 nhân với 2. 14,5 nhân với 2 thì bằng 29. Được chưa? Và biết Y phản ứng tối đa với A1 Brom trong dịch, đề bài hỏi giá trị của A. Đấy, Y phản ứng với lại amon brom trong dịch, và đề bài hỏi chúng ta là giá trị của A thì bằng bao nhiêu. Ok, vậy bây giờ thì làm này. Thầy đặt số mol của thằng C2H2 là X mol, số mol của hydro là Y mol. Vậy hoàn toàn thầy được là X cộng Y thì bằng 0,5. Một cháu nha. Cháu thứ hai thì là số mol của hỗn hợp Y. Đây, mình biết phân tử khối rồi nhá, đúng không? Mà đây là nung trong bình kín nên khối lượng của thằng X sẽ bằng khối lượng của thằng Y, bởi vì trong bình kín. Được chưa? Thế thì mình có là cái khối lượng của thằng X sẽ bằng khối lượng của hỗn hợp Y, bởi vì cùng trong bình kín, sẽ là bằng là 26X cộng 2Y. Mà biết được phân tử khối của thằng Y, phân tử khối trung bình thằng Y là bằng 29 rồi. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của hỗn hợp Y sẽ bằng khối lượng của hỗn hợp Y chia cho phân tử khối trung bình của hỗn hợp Y bằng 26X cộng 2Y chia cho 29. 26X cộng 2Y chia cho 29. Ok, đấy là mình ra được số mol hỗn hợp Y nhé. Mặt khác ta lại có là số mol của hydro phản ứng thì có phải chính bằng số mol hỗn hợp giảm không ạ? Số mol hydro phản ứng chính bằng số mol hỗn hợp giảm không ạ? Thì là bằng số mol hỗn hợp giảm chính bằng số mol của X trừ số mol của Y. Số mol của X bằng X cộng Y. Số mol của hỗn hợp Y mình vừa tìm được bằng 26X cộng 2Y chia 29. Được chưa? Đây, số mol hỗn hợp phản ứng đây nhá, bằng X cộng Y, mà X cộng Y bằng 0,5. Thằng này cộng nhau thì bằng 0,5. Được chưa? X cộng Y bằng 0,5. Vậy là mình sẽ bằng là 0,5 trừ đi 26X cộng với lại 2Y chia 29. Và bằng, lưu ý này, do là hydro phản ứng hết, đúng không? Nên là số mol hydro phản ứng chính bằng số mol hydro bằng Y. Vậy đây là phương trình số 2. Được chưa? Vậy mình có hệ hai phương trình, với phương trình số 1 là x cộng y bằng 0,5. X cộng y bằng 0,5. Và hoàn toàn tới đây mình giải hệ thì mình sẽ tìm ra được xy. Hoàn toàn tới đây mình giải hệ mình tìm ra được xy. Mình sẽ có biến đổi ganh này đây. Và mình sẽ được là suy ra cái hệ của mình. Suy ra cái hệ của mình sẽ là bằng 0,5 nhân 29 bằng 14,5. 14,5 trừ đi 26x trừ đi 2y bằng 29y. Chỗ này là x cộng y bằng 0,5. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng 1,2 này. Hệ phương trình này mình sẽ có là 14,5 chuyển sang bên này là cộng rồi. Thế là 26x
26 bằng 2 trừ 29 y bằng 14,5 bằng x là 1, y là 1, 0,5 bằng. Ô, sao lẻ nhỉ? Thầy bị bấm nhầm rồi. 0,5 nhân 29. 0,5 nhân 29 bằng 14,5. Đúng là 0,5 trừ đi 26x cộng 2y chia cho 29 bằng y, đúng rồi. 0,5 nhân 29 bằng 14,5. 14,5 trừ đi 26 trừ đi 2y bằng, nhân với 29 lên là 29y, x cộng y bằng 0,5. Chỗ này chắc là hệ mình biến đổi nhầm. 14,5 chỗ này là suy ra cái phương trình này nó sẽ là 14,5 này cộng với lại, sorry, 14,5 vứt sang với bên này, 14,5 trừ đi bên này, 14,5 trừ đi 0 bằng 14,5 thì bằng này 26x cộng 2y, anh này vứt sang này trừ 29y, đúng nhỉ? Vứt 29y sang bên này là còn âm, bắt thằng này trừ sang trừ 0 đi. Đúng rồi. 1, 2 này à, 26 này, 2 trừ 29 này, 14,5 này, x 1 này, y 1 này, 0,5 này. Ơ sao mình bấm vẫn lẻ nhỉ? Đây là số mol này, số mol nhân lên đây tổng số mol này. Hình như chỗ này bị nhầm. 0,5 nhân 29. À, bên này phải là 29y. Ừ, đúng rồi đấy. Nhân hết cả hai vế lên 29. Chỗ này như hệ thì bị lú lú à, nhân cả tử mẫu hết với 29 thì thằng này nhân là 29 nhân bằng 14,5 này trừ 26x trừ 2y thì bằng 29y. Ok, thôi bây giờ cứ vứt bọn này bên này đi, chuyển hết bọn này sang cộng đi. À, mình chuyển vế nhầm. Chuyển hết bọn này sang bên này là cộng 14,5 thì bằng 29y cộng với 26x cộng với 2y. Khổ lắm, muốn chuyển vế nhầm. Lú đấy các em ạ. 26 bằng 29 cộng 2 bằng 14,5 bằng 11,05. Đây, x bằng 0,2, y bằng 0,3. X bằng 0,2 và y bằng 0,3. 2, y bằng 0,3. Với x bằng 0,2, y bằng 0,3. Xong rồi nhá. Đấy. Thế là mình tìm được x bằng 0,2, y bằng 0,3. Vậy đến đây mình đi bảo toàn liên kết pi nữa là xong. Bảo toàn liên kết pi. Ta có này, tổng số mol liên kết pi ở bên trong là CH2. CH2 chúng ta có hai liên kết pi. Được chưa? Là 0,2 nhân 2 thì bằng số mol hydro phản ứng là 0,3 cộng với số mol brom phản ứng là A. Đến đây chúng ta tìm được A bằng 0,1. Ok. A bằng 0,1. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 0,1. Ngon lành cành đào, đúng không? Hơi lú một tí nhưng thôi không sao. Ta sang câu tiếp theo, câu số 63. Câu số 63. Câu 63. Cho các sơ đồ phản ứng sau theo đúng tỷ lệ mol. Lưu ý nhá, ở cái câu 63 này này, ở câu 63 này rất hay thi trung học phổ thông quốc gia. Thì mình lưu ý này, cái câu 63 này, đầu tiên là thằng x để cộng NaOH để tạo x1, x2, x1 cộng 2H4 để tạo x3 cộng Na2S4. Được chưa? À, lưu ý này, x3 cộng x4 tạo thành polyethylene terephthalate. Thế thì cái thằng nào cộng với nhau để tạo thành polyethylene terephthalate là thằng gì? Acid terephthalic HOOC C6H4COOH cộng với thằng ethylene glycol là C2H4OH2 lần thì mới tạo thành polyethylene terephthalate. Vậy mấu chốt của cái việc giải được bài này hay không, mình phải nhìn được phương trình đặc biệt, và phương trình đặc biệt ở đây là phương trình C. Ok, được chưa? Thế vậy thì ngay lập tức, nhưng mà ở đây mình vẫn chưa biết được thằng x3 là thằng nào, thằng x4 là thằng nào, đúng không ạ? Thế là như đề bài cho chúng ta cái câu 63 này thì cho biết x là este có công thức là C10H10O4 nhá. Cho biết x là este có công thức là C10H10O4. Vậy x của chúng ta là este rồi. Đề bài cho chúng ta biết x của chúng ta là este rồi. Đấy, ngon lành rồi. C10H10O4 nhá. X của chúng ta là este và có công thức là C10H10O4. Vậy thì este thì nó sẽ thủy phân trong môi trường NaOH ra muối cộng với ancol.
X1 trong H2O4, vậy X1 này khả năng cao là muối phản ứng H2O4 thì ra được X3 là axit. Vậy chắc chắn X3 chúng ta là axit rồi. Ok, vậy axit thì nó chỉ có thể là axit tetraphthalic với công thức phân tử là C6 này cộng với 2 là C8, H4 cộng với 2 là H6O4, C8H6O4 nhá. Vậy X3 của chúng ta đây là C8H6O4, C8H6O4, được chưa? Thế thì đến đây thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhá. Đầu bước 1 này, mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, mình có đây là C8. Vậy X1 là C8. H6 trừ đi 2, vậy là còn H4. Gốc S4, gốc S4 hết. Được chưa? O này, O4 này, và anh này là O4. Đếm Na, 2Na. Đúng chưa? Vậy đây cũng là Na2. C8H4O4Na2. Ok. Vậy X1 này là C8 này. C8 này, H4 này, O4 này, Na2. Thầy xin phép thầy viết cái A xuống dưới này cho chúng ta dễ nhìn. Vậy là cái phương trình A của chúng ta, phương trình A của chúng ta nó sẽ là, vừa nãy mình biết là thằng X của chúng ta là C10 này, H10 này, O4 đúng không nhỉ? Vừa nãy X chúng ta là C10, H10, O4 chính xác. C10, H10, O4. Ok. C10, H10, O4 mà cộng với lại C10, H10, O4 nhá, cộng với lại 2NaOH để tạo thành C8H4O4Na2 cộng với 2K. Vậy tới đây chúng ta đi bảo toàn này. Tới đây chúng ta đi bảo toàn. Đầu tiên bước 1 bảo toàn carbon 10 trừ đi 8 thì còn 2. 10 cộng với 2 là 12. 12 trừ đi 4. 12 trừ 4 là còn mấy ạ? Bằng 8. Nhưng lưu ý rằng là trong cái này, trong cái này nhá, trong này cộng với 2NaOH nó là este. Đúng chưa? Nhưng mình không biết là este, nhưng chỗ này sinh ra được 2K. 2K gọi 2K, vậy chỗ này phải chia cho 2 ạ. Đúng không? Vậy chỗ này phải có 2 bên ngoài ạ. Thế chỗ này là 10 này, chứ 8 là còn 2, chia cho 2 vậy chỗ này chỉ có 1 thôi ạ. Tiếp tục này, 10 cộng 2 là 12, 12 trừ đi 4 là 8, 8 chia 2 chỗ này còn H4 ạ. Ô nhá. O4 cộng O2 là O6, O6 trừ đi O4 còn O2, O2 chia cho 2 thì còn O. Vậy X2 chúng ta là CH4O. Được chưa? X2 cộng CO. X2 đây, CH4O2 chính là CH3OH mà cộng với CO. CH3OH mà cộng với lại CO thì tạo thành CH3COOH. Được chưa? CH3COOH. Vậy ở đây chốt lại cuối cùng này, mình có X4 này. X4 mình vừa mới tìm được rồi. X4 đây. X4 là thằng gì? Đây, đây là X4. Ethylene glycol. C2H4OH 2 lần. Sorry, thầy xin phép thầy viết xuống dưới này. Phản ứng E. X4 là C2H4OH tất cả 2 lần. Cộng với 2 lần X5. Đây, X5 đây. 2 lần CH3COOH trong H2O4 đạt để tạo thành X6 cộng 2 nước. Mình chẳng cần phải viết X6 là gì, nếu mà chúng ta muốn viết chúng ta viết được, nhưng ta giải được cách nhanh đi. Mình bảo toàn phân tử khối thì mình có CH4 là 12 nhân 2 cộng 4 cộng 17 nhân 2 bằng 24 cộng 4 cộng 17 nhân 2 bằng 62, cộng với 2 nhân với phân tử của anh này bằng 60 thì bằng X6 cộng 2 nhân 18. Vậy tới đây mình tìm được X6. 62 cộng 2 nhân 60 trừ 2 nhân 18 bằng 146. Đấy chưa? X6 bằng 146. X6 của chúng ta bằng 146. 146. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, 146. Ok. Được 7,5 điểm. Mới được 7,5 điểm thôi ạ. Mình sang câu 64 nhé. Mình sang câu 64. Sang câu số 64 nào. 64, các em chú ý. Cho từ từ đến dư dung dịch BaOH 2 lần vào dung dịch chứa M gam hỗn hợp BaOH 2 lần nhé. Vào dung dịch chứa M gam hỗn hợp gồm Al2 SO4 3 lần và AlCl3. Được chưa? Thế thì chúng ta nhìn này. Thứ nhất là cái tủa tăng đều, lúc này là
tồn tại đồng thời kết tủa BS4 và ALH3 lần. Kết tủa tăng tiếp lên thì tại cái thời điểm này này là kết tủa mắc. Vậy tại thời điểm kết tủa mắc này là tồn tại kết tủa BAS4 và ALH3 lần. Sau đó kết tủa bị tan, thế thì trong hai kết tủa này kết tủa nào bị tan ạ? Kết tủa ALH3 lần bị tan. Tan đến chỗ điểm này là không bị tan nữa, vậy chỗ này là chỉ có tồn tại BAS4 thôi ạ. Tại điểm này là chỉ tồn tại BAS4 thôi ạ. Hiểu không ạ? Tại thời điểm này chỉ tồn tại BAS4 thôi. Thế thì tại thời điểm này thì số mol x là đâu? X là BAH 2 lần. Đây là 0,16. Đây, x là BAH 2 lần. Thế ở đây chúng ta có nhé, m gam hỗn hợp này, sự thuộc khối lượng kết tủa là y. Đây, khối lượng kết tủa đây là y vào số mol BAH 2 lần, vào số mol BAH 2 lần x mol. Đây, x mol. Được chưa? Kết tủa là y gam. Thế bây giờ mình xét các điểm. Đây là điểm số 1, đây là điểm số 2, đây là điểm số 3. Thế mình nhìn này, mình xét điểm số 3 trước, đúng không? Mình xét điểm số 3. Ở tại điểm số 3, đúng chưa? Ở tại điểm số 3 nhá, ở tại điểm số 3 thì ta có điểm gì ạ? Lúc này là chỉ tồn tại, tại điểm số 3 lúc này là chỉ tồn tại kết tủa BAS4 và trong dung dịch tồn tại ALOH 4 lần trừ. Thì ALOH 4 lần trừ này này thì nó nằm gọn lọn ở bên trong thằng BA ALOH 4 lần trừ, BALOH 4 lần tất cả 2 lần. Hay các em còn được biết đến dưới là BALO2 tất cả 2 lần. Đấy chưa? Thế thì x chỗ này bằng 0,16. Đấy chưa? Thế thì vậy là suy ra một điều này. Suy ra một điều này, x bằng 0,16 thì mình bảo toàn bari nhá. Bảo toàn bari. Thì lúc này có phải vừa tại thời điểm này thì bari trong BS4 và bari trong AL24 tất cả 4 lần này thì cộng tổng với nhau bằng 0,16. Đây. Thằng này cộng tổng với thằng này 0,16. Rất may là trong này chỉ có 1 bari, trong này 1 bari. Vậy tổng số mol bằng 0,16. Được chưa? Ok chưa? Bây giờ mình sang tiếp nha. Bây giờ mình sang tiếp nha. Thế thì ở cái thời điểm này thì chúng ta lưu ý một chút xíu nhá. Ở cái thời điểm này chúng ta lưu ý một chút xíu là số mol AL243 lần chúng ta đặt nó là A mol đi. Số mol của ALCl3 đặt là B mol đi. Thì tại cái thời điểm 0,16 này này là kết tủa bị tan hết đúng không? Tồn tại A này đúng không? Thì mình có là số mol OH trừ. Sorry, chỗ này là số mol OH trừ. Số mol OH trừ. Có phải nó bị tan hết không? Thì nó chui hết vào trong ALOH 4 lần trừ đấy đúng không? Đúng không? Thì có phải là nó bằng 4 lần số mol nhô 3 cộng không ạ? Nhô 3 cộng chui hết vào đây thì ăn 4 lần đấy đúng không? Vậy là số mol OH trừ bằng 4 lần số mol nhô 3 cộng. Vậy số mol OH trừ thì bằng 0,16 nhân 2. Thì bằng 4 lần số mol nhô 3 cộng là 4 nhân A cộng B. Vậy đến đây mình tìm được, sorry, 2A cộng B. Bảo toàn nhôm này, 2A. Vậy suy ra mình tìm được là 2A cộng B thì bằng 0,32 chia 4 bằng 0,08. Một phương trình nhá, một phương trình. Ok. Mặt khác này, tại vị trí số 1, tại vị trí số 1 này, do đường thẳng kết tủa chỗ này là tăng lên nhanh, là do có muối tạo, là do có muối AL2S43 lần tạo kết tủa trước so với ALCl3. Tại sao nhỉ? Tại vì là thằng này BA ăn với S42 trừ trước, xong rồi lại tiếp tục ăn với lại nhô 3 cộng. Đúng chưa? Thì lúc này cái muối này tạo thành kết tủa trước nhá, mình cứ coi như vậy, mặc dù ở bên trong nó là ion. Được chưa? Thì lúc này là đến đây là thằng BA hai lần phản ứng, mình cứ coi như là ở vị trí số 1. Ở vị trí số 1. Ở vị trí số 1 là nó xảy ra phản ứng là BA hai lần cộng với lại AL2S43 lần để tạo thành kết tủa BAS4 cộng với kết tủa ALOH 3 lần. Và chỗ này là amon. Vậy thì kết tủa ở đây nó sẽ là 3A. Được chưa? Và số mol của ALOH 3 lần sẽ là 2A. Đúng không? 2A. 3A và 2A.
Vậy thì tổng số khối lượng kết tủa của bọn này, có hai này đều là kết tủa, thì như đề bài nói là bằng 17,1. Bằng 17,1. Vậy từ cái thằng này mình sẽ tìm được A. Suy ra mình có này, 233 nhân 3A cộng với 78 nhân 2A thì bằng 17,1. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được A bằng bao nhiêu nhỉ? 233 nhân 3 cộng 78 nhân 2 bằng, thằng này là 17,1 chia n bằng 0,02. A bằng 0,02 kết hợp với 1, đúng chưa? Thì mình suy ra B bằng 0,08 trừ 2 nhân n bằng 0,04. A bằng 0,02, B bằng 0,4. Ok. Vậy đề bài hỏi giá trị của M. A bằng 0,02 nhá, B bằng 0,04. Đề bài bảo giá trị của M. Giá trị của M là M gam hỗn hợp này. Xong rồi. 0,02 27 nhân 2 cộng 96 nhân 3 cộng 0,04 27 cộng 35,5 nhân 3 12,18 gam. 12,18 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 12,18. C, 12,18 gam. Nhá. Thế là mình giải xong cái câu về đồ thị. Dĩ nhiên là câu này thì sẽ không có ở trên trong cái đề thi trung học thông quốc gia năm 2020, nhưng mà nó rất dễ có thể có ở trong những cái đề thi của các cái trường đại học mà các em thi. Để chơi trên chúng ta vẫn phải học, chúng ta vẫn phải chữa. Nhá. Câu 68. Câu 68 ạ. Câu 68 ạ. Thủy phân hoàn toàn triglycerid X. Thủy phân hoàn toàn triglycerid X thu được dung dịch, thu được dung dịch glycerol, natri stearat và natri oleat triglycerid X HiO6. Thủy phân hoàn toàn trong dịch NaOH thu được glycerol C3H8O3, natri stearat C17H35CONa, natri oleat C17H33CONa. Đốt cháy hoàn toàn Mgam X thì cần vừa đủ oxy 3,22 gam, thu được H2O CO2 2,28. Mình đặt số mol thằng X là A mol, số mol thằng nước là B mol. Được không ạ? Mình đặt số mol thằng X là A mol, mình đặt số mol thằng nước là B mol. Ok. Chỗ này mình chưa biết là thằng nào, mà mình chỉ biết là thu được natri stearat và natri oleat thôi. Đúng không? Thì đặt thế này cũng được, còn nếu mà không ý, thì chúng ta nhìn này này. Chúng ta nhìn này này. Một thằng này thì chắc chắn phải thủy phân ra hoặc là một thằng này với hai thằng này. Đúng không ạ? Hoặc là hai thằng này với một thằng này. Nhưng cả hai thằng này đều là C17. Các em nhìn rõ không? Vậy hoàn toàn thì bảo toàn carbon. Thì sẽ tìm ra được. Nhìn kỹ nhé, hoặc là thủy phân ra hai thằng C17H35 với một thằng C17H33, hoặc là thủy phân ra một thằng C17H35 và hai thằng C17H33. Thế thì kiểu gì thì nó đều là C17 đúng không? Vậy mình bảo toàn carbon thì mình sẽ có x bằng 17 cộng 17 cộng thêm một 17 nữa. 17 nhân 3 cộng 3 thì bằng 17 nhân 3 cộng 3. 54. Được chưa? Vậy thì x của chúng ta chắc chắn là bằng, x của chúng ta chắc chắn là bằng 17 nhân 3. 17 nhân 3 là 17 nhân 3 73 21 là 54. Đúng chưa? Ừ, là 54 đấy. Đúng nhỉ? À, natri stearat, natri oleat. À, thủy phân hoàn toàn triglyceride trong NaOH ăn 3 NaOH. 17 này cộng 17 này cộng 17 này là 17 nhân 3 73 21 13, đúng rồi, 54. Thế thì mình sẽ tìm ra được số mol CO2. Ôi nhưng sao lẻ nhỉ? Nhưng mà sao lại bị lẻ nhỉ? Thầy có quên cái chỗ nào không? À trời ơi, quên mất cộng.
Chỗ này không phải là 17 ạ. 17 cộng 1 ạ, là 18 ạ. Đấy là 17 cộng 1 là 18 ạ. Khổ lắm. Đấy. Mình chia thế lẻ thì lỗi lỗi. 18 nhân 3 cộng 3 bằng 57 ạ. 57. X bằng 57. Nhá. X bằng 57. Vậy hoàn toàn đến đây mình đi bảo toàn carbon thì mình tìm được A, đúng không? Bảo toàn carbon. Anh này là C57 rồi. Vậy là 57A thì bằng số mol CO2 là bằng 2,28. Suy ra bằng 2,28 chia 57 bằng 0,04. Vậy cháu này bằng 0,04 ạ. Cháu này bằng 0,04 ạ. Ok, ngon chưa? Với cháu này bằng 0,04 rồi. Với cháu này bằng 0,04 rồi. Đúng không? Thế thì hoàn toàn mình bảo toàn oxy mình tìm được số mol nước không ạ? Hoàn toàn mình bảo toàn oxy mình tìm được số mol nước đúng không? 0,04 nhân 6 cộng với 3,22 nhân 2 trừ đi 2,28 nhân 2 2,12. Vậy B bằng 2,12. Số mol nước bằng 2,12. Ok. Xong rồi đấy, đề bài bảo mặt khác M gam X tác dụng tối đa với amon brom. Thế thì muốn tác dụng với amon brom thì mình phải tìm xem là X có số liên kết pi bằng bao nhiêu. Thì mình có này, số mol của CO2 trừ số mol nước chia số mol cháy thì đúng bằng là K trừ 1. Vậy suy ra mình có K trừ 1 bằng NCO2 biết rồi bằng 2,28 trừ đi N nước là bằng 2,12. Được chưa? Chia cho N cháy là chia cho 0,04 thì bằng 4. Vậy K trừ 1 bằng 4, suy ra K bằng 5. Được chưa? Và với K bằng 5 thì bên trong bằng chất béo thì K bằng 5 nó gồm có 3PCOO. Đúng chưa? Vậy 5 trừ 3 vậy còn là 2PCC. Vậy suy ra cháu X này của mình, cháu X này của mình đớp nhau với brom thì do có 2PCC nên ăn 2 brom. Số mol X là bằng 0,04. Thì suy ra 0,04 nhân 2 bằng 0,08. Vậy số mol brom bằng 0,08 mol. 0,08 mol. B bỏ một cách giải cực nhanh của câu chất béo. Đấy. Thầy vừa giúp chúng ta chiến đấu được 8 điểm với đề thi trung học tổng quốc gia năm 2018. Kinh chưa? Dễ sao? Ok. Đầu tiên mình sẽ giải câu số 73. Đề bài bảo hòa tan hết 28,16 gam một chất rắn X gồm 28 này. Đề bài cho này. Đề bài cho này. 28,16 gam hỗn hợp gồm magie này, Fe3O4 này, FeCO3 này. Được chưa? Hơi tối. Để chỉnh cho nó sáng sáng đi. Nhìn nó cứ hơi hơi tối tối. Đấy, sáng sáng tí nữa. Ok. Vào dung dịch chứa, vào dung dịch chứa H2SO4 này, NaNO3 này. Được chưa nhỉ? Thu được 4,48 lít. Đây, 4,48 lít. Vậy số mol bằng 0,2 mol. Hỗn hợp khí Y, khí Y bao gồm CO2, NO, N2, H2. Ok chưa? Có khối lượng là 5,14 gam. Khối lượng này 5,14 gam. Và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Chỉ chứa các muối trung hòa. Vậy Z ở đây của chúng ta là gồm những anh nào? Z ở đây chúng ta là gồm những anh nào? Chúng ta xem nhé. Z ở đây của chúng ta là gồm này. Magie không này thì chắc chắn vào bọn này H cộng này, NO3 trừ này,
mà mình nhìn tinh nhá, là có sinh ra hydro, thì có sinh ra hydro nên dẫn đến là NO3 phải hết. Được chưa? Có sinh ra hydro nên NO3 phải hết. Và do là có sinh ra hydro nhá, do có sinh ra hydro, có sinh ra hydro thì magie nó phải dư ạ. Được chưa? Có sinh ra hydro thì magie nó phải dư nhá. Thế vậy dung dịch Z chúng ta chắc chắn là sẽ gồm gì nhỉ? Magie 2 cộng, sắt 2 cộng, sắt 3 cộng. Lẽ dĩ nhiên là nó sẽ có cả thằng Na cộng, đúng không? Na cộng, NO3 trừ hết rồi, có S42 trừ. Và như thầy vẫn bảo thì có magie vào trong H cộng NO3 trừ, mình phải cẩn thận có cả NH4 cộng, NH4 cộng. Đấy, đấy là mình nhận định là cái dung dịch Z trung hòa chúng ta là gồm những thằng đấy. Được chưa? À, chỉ trong mối trung hòa dung dịch Z phản ứng tối đa với dung dịch Z phản ứng tối đa. Thì cái thằng dung dịch Z này là chắc chắn nó có cả nước nữa. Cộng với nước ở đây. Trong phản ứng này nó sinh ra nước nữa. Và dung dịch Z này phản ứng tối đa được với 1,285 mol NaOH cộng với NaOH là 1,285 mol. Và thu được kết tủa, thu được 43,34 gam kết tủa. Được chưa? Và 0,56 lít khí. Khí. Khí ở đây là khí gì nhỉ? Bọn này không sinh khí, chỉ có một cái khí duy nhất sinh ra là khí NH3 thôi ạ. Số mol khí là bằng 0,56 chia 2,4. 0,56 chia 2,4. 0,025 mol. 0,025 mol. Được chưa? Đây khí là khí NH3 nhá. Thế khí NH3 ngay lập tức suy ra là NH4 cộng luôn. Được chưa nhỉ? Thì mình tìm được số mol NH4 cộng bằng 0,025 mol luôn nhá. Đây NH3 đây, suy ra NH4 cộng. À, nếu cho Z tác dụng với, đây dung dịch Z đây, nếu cho Z tác dụng với BaCl2 dư, toàn bộ thằng Z này mà cộng với lại BaCl2 dư thì thu được 165. Thế chúng ta nhìn này, thằng này tác dụng với BaCl2 dư thì thu được kết tủa, thì chẳng có cái kết tủa nào ngoài kết tủa BaS4. BaS4. Vậy mình tìm được số mol kết tủa BaS4 bằng 166,595 chia cho 233. 0,715. 0,715 mol kết tủa. Được chưa? Vậy là với cái số mol kết tủa bằng 0,715 thì ngay lập tức mình bảo toàn gốc S4 thì suy ra S4 là 0,715 mol. Thế nha. Thế nha, đây là mình giải quyết được xong. Thế còn cái chỗ bọn kết tủa này 43,34 gam kết tủa thì chắc chắn là kết tủa của MgOH 2 lần, FeOH 2 lần và FeOH 3 lần. Đúng chứ? Kết tủa gồm MgOH 2 lần này, FeOH 2 lần này, FeOH 3 lần này. Được chưa? Đấy là kết tủa nhá. Thế vậy bây giờ mình mới đi giải này. Hơi mờ mờ. Đúng. Giờ mình mới đi giải. Giờ mình mới đi giải nhá. Xem nhá. Đầu tiên thì là mình có, đầu tiên thì là mình có cái số mol này là 2 lần số mol magie cộng với 2 lần số mol sắt cộng với 3 lần số mol sắt 3 cộng. Đúng không? Thì mình tìm được. Đúng không? Thì mình tìm được. Đây tác dụng với thu được khí này, NH4 này, NH3 này. Ra được kết tủa là 43,32 này. Đúng không? Thì này ở đây mình có nhé. Ở đây mình có này. Số mol OH trừ. Đầu tiên là mình tìm được là số mol OH trừ bên trong kết tủa nhá. Số mol OH trừ trong hệ thống kết tủa này này là bằng đây OH trừ đây 1,285.
Được chưa? Thì bỏ đi OH trừ ăn nhau với NH3 rồi. Bỏ đi OH trừ ăn nhau với NH3 rồi. Đúng không? Thì trừ đi 0,025. Được chưa? Trừ đi 0,025 thì bằng 1,285 trừ đi 0,025. 1,26 mol. 1,26 mol. Đây là số mol OH trừ trong kết tủa. Ok. Thế vậy, thế là số mol OH trừ trong kết tủa thì cái khối lượng kết tủa này này là 43,34. Mình có cái thứ hai là khối lượng kết tủa thì có phải bằng chính bằng khối lượng của magie 2 cộng cộng sắt 2 cộng cộng sắt 3 cộng cộng với khối lượng của OH trừ trong kết tủa. Vậy hoàn toàn mình suy ra được khối lượng của magie 2 cộng cộng khối lượng của Fe2 cộng cộng khối lượng của Fe3 cộng thì bằng khối lượng kết tủa tìm được 43,34 trừ đi khối lượng của OH trừ nhá, trừ đi khối lượng của OH trừ. OH trừ trong cái tủa đây 1,26 nhân 17. Trừ đi khối lượng OH trừ 1,26 nhân 17. Vậy mình sẽ có là 43,34 trừ đi 1,26 nhân 17 bằng 21,92 gram. 21,92 gram. Ok chưa? Thế là mình tìm được số mol của khối lượng của bọn kim loại nhá, khối lượng bọn kim loại. Ok. Thế thì xong một cháo nữa. Thế thì có phải này, chúng ta có phải là số mol của OH trừ trong kết tủa này nhá, thì có phải chính bằng số mol điện tích của magie 2 cộng sắt 2 cộng và sắt 3 cộng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì ở đây mình sẽ có bảo toàn điện tích trong dung dịch Z. Bảo toàn điện tích trong dung dịch Z. Thì có phải mình thu được là, có phải đây nhá, đây là magie 2 cộng ăn OH trừ này, sắt 2 cộng ăn OH trừ này, sắt 3 cộng ăn OH trừ, thì có phải số 2 lần số mol magie 2 cộng cộng 2 lần số mol sắt 2 cộng cộng 3 lần số mol sắt 3 cộng thì có phải chính bằng số mol OH trừ không? Số mol OH trừ trong kết tủa không? Vậy bảo toàn điện tích thì mình sẽ có này, 2 lần số mol magie 2 cộng, magie 2 cộng cộng với 2 lần số mol sắt 2 cộng cộng với 3 lần số mol sắt 3 cộng cộng với số mol Na cộng cộng với lại số mol NH4 cộng. Được chưa? Thì bằng số mol S42 trừ 2 lần số mol S42 trừ. Đây là bảo toàn điện tích ạ. Mặt khác mình có cái cụm này này, có phải chính bằng số mol OH trừ trong kết tủa không ạ? Đây, 2 lần số mol magie cộng, 2 lần số mol sắt 2 cộng, 2, 3 lần số mol sắt 3 cộng. Vậy đây là bằng 1,26 này. Vậy suy ra ta thế là được này. 1,26 cộng với lại số mol của Na cộng. Số mol Na4 cộng biết rồi. 0,025 bằng 2 nhân với lại số mol gốc S42 trừ. Số mol gốc S42 trừ mình vừa tìm được rồi. 0,0, 0,715. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol Na cộng. 2 nhân 0,715 trừ đi 0,025 trừ đi 1,26 bằng 0,145. Số mol Na cộng bằng 0,145. Được chưa? Số mol Na cộng bằng 0,145. Thế chúng ta nhìn lại vào cái sơ đồ chúng ta nhá, số mol Na cộng bằng 0,145 thì có phải là toàn bộ natri đây chui tọt hết vào đây không? Vậy anh này bằng 0,145 không? Ok chưa? Được chưa? 0,45 nhá. Thế vậy này, ở đây này, chúng ta sẽ có những cái nhận định sau này. Chúng ta sẽ có những nhận định sau này. Bảo toàn gốc S4 nữa. Đây là 0,715, vậy thì đây cũng là 0,715. Vậy mình nhìn nhá. Anh này biết khối lượng này, anh này cũng có thể tìm được khối lượng, anh này cũng có thể tìm được khối lượng. Anh này đề bài cho biết khối lượng rồi. Đúng chưa? Anh này thì mình tìm được khối lượng không ạ? Anh này mình tìm được, tại vì làm sao nhỉ? Mình đã có được là khối lượng của magie 2 cộng, khối lượng của sắt 2 cộng, khối lượng của sắt 3 cộng rồi. Đây, mình vừa tìm được đây. Đây. Khối lượng của Na cộng tìm được, khối lượng của S42 trừ biết được, khối lượng NH4 cộng biết được và cộng với khối lượng nước. Vậy hoàn toàn đây mình thực hiện bảo toàn khối lượng nhé. Cái này phải dùng thêm một tờ giấy nữa. Bài này hay quá.
Đây là câu vô cơ khó nhất đấy. Đây bây giờ mình thực hiện bảo toàn khối lượng cho toàn bộ cái hỗn hợp này. Ok, thì thầy có này, bảo toàn khối lượng này. Bảo toàn khối lượng thì ta có nhá, 28,16 này cộng với này 98 nhân với 0,715 cộng với anh này bằng bao nhiêu nhỉ? 23 cộng 62 85. 85 nhân 0,145 thì bằng khối lượng của khí này 5,14 này cộng với lại khối lượng của dung dịch này, dung dịch Z đây, khối lượng dung dịch Z đây, đây khối lượng này, đây khối lượng dung dịch Z. Khối lượng dung dịch Z thì bằng khối lượng của magie 2 cộng sắt 2 cộng sắt 3 cộng cộng với lại khối lượng của dung dịch Z. Cứ ghi dung dịch Z đây đã. Và cộng cái gì ạ? Còn có nước nữa, cộng với khối lượng của nước. Đúng không ạ? Thế mà bây giờ mình mới nhìn này. Dung dịch Z của mình này thì được tạo bởi từ gì ạ? Magie 2 cộng sắt 2 cộng sắt 3 cộng. Biết được số mol, biết được khối lượng chưa? Đây này, mình vừa tìm được khối lượng của nó này. Magie 2 cộng sắt 2 cộng sắt 3 cộng đây, 21,92. Cộng với khối lượng của Na cộng. Cộng với khối lượng của S42 trừ và cộng khối lượng của N4 cộng. Đây nhá, mặt khác khối lượng của thằng dung dịch Z này thì lại bằng khối lượng của magie 2 cộng cộng khối lượng của sắt 2 cộng cộng khối lượng của sắt 3 cộng cộng khối lượng của Na cộng cộng khối lượng của S42 trừ cộng Na cộng cộng khối lượng của S42 trừ cộng khối lượng của N4 cộng. Được chưa? Thế thì cái khối lượng của thằng cụm này là ta vừa tìm ở bên trên là bằng 21,92 cộng với khối lượng của N4 cộng là 14 cộng 4 là 18. 18 nhân 0,025 cộng khối lượng của natri là 23 nhân 0,145 cộng khối lượng của gốc S4 là 96 nhân với 0,715. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình tìm được khối lượng của nước nhé. Hoàn toàn ở đây mình tìm được khối lượng nước 28,16 cộng 98 nhân với 0,715 cộng 85 nhân 0,145 trừ đi 5,14 trừ đi 21,92 trừ đi 18 nhân 0,025 trừ đi 23 nhân 0,145 trừ đi 96 nhân 0,715 bằng 11,07. Vậy mình tìm được số mol của nước chia 18 0,615 mol nhá. Bấm cái này mình ra được khối lượng của nước bằng 11,07. Khối lượng của nước bằng 11,07 chia cho 18, lấy 11,07 chia 18. Đây, 11,07 nhá. Nhìn thấy chưa? 11,07 chia 18 bằng 0,615. 0,615. Vậy mình tìm được số mol nước của mình bằng 0,615. 0,615. Thế mình ra được số mol nước nhá. Mình ra được số mol nước bằng 0,615. Ok. Thế bây giờ sau khi mà ra được số mol nước bằng 0,615 rồi thì mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Được chưa? Bảo toàn hydro. Đây thầy lại đi bảo toàn hydro. Bảo toàn hydro thì thầy được cái gì? Các em nhìn kỹ nha. Ban đầu này thì hydro chỉ nằm ở đâu ạ? Chỉ nằm ở trong nước, chỉ nằm ở trong H24. Mình sẽ có là 2 nhân với 0,715 thì bằng này. Hydro này nằm trong hydro, đúng không? 2 lần số mol H2 này cộng với lại hydro nằm trong độ N4 cộng 4, đúng không? 4 nhân 0,025 cộng với hydro nằm trong độ, hydro nằm trong nước. Hydro nằm trong nước là cộng với lại 2 nhân với 0,615. Vậy đến đây mình tìm được số mol H2. 2 nhân với 0,715 trừ đi 4 nhân 0,025 trừ đi 2 nhân 0,615 bằng chia 2 bằng 0,5, 0,05. Vậy ta có là số mol H2 bằng 0,05. Đây mình điền luôn đây nha. Bấm cái thằng này ra thì mình tìm được số mol H2 bằng 0,05.
Ok chưa? Sau đó mình lại đi bảo toàn nitơ nhá. Bảo toàn nitơ, mình bảo toàn hydro xong thì đến bảo toàn nitơ này. Bảo toàn nitơ. Bảo toàn nitơ thì mình có này, nitơ ban đầu chỉ nằm trong NaNO3 0,145 bằng. Đấy chưa? Thế nitơ nằm trong NO và NH2 đúng không? Một lần số mol NO cộng với hai lần số mol N2 cộng với nitơ nằm trong đâu nữa? Nitơ nằm trong đâu nữa? Nitơ nằm trong NH4 cộng. Đúng không? Nitơ nằm trong NH4 cộng là mấy? 1. 1 nhân với 0,025. Ok. Hết rồi. Vậy hoàn toàn tới đây thì mình sẽ tìm ra được là số mol của bảo toàn nitơ thì nó sẽ ra được. Đúng không? Thì mình đã có một cái mối quan hệ rồi. Mình đã có một mối quan hệ, đúng không? Thế ở đây mình sẽ đặt thế này. Mình đặt số mol CO2 là A. Đúng không ạ? Mình đặt số mol CO2 là A. Số mol NO là B, số mol N2 là C. Thế thế vào đây thì ta sẽ được NO là B. B cộng với 2C thì bằng 0,145 trừ đi 0,025. 0,145 trừ đi 0,025 bằng 0,12. 0,12. Đấy chưa? B cộng với 2C thì bằng 0,12 nhá. Ok, đấy là B cộng 2C bằng 0,12. Đấy chưa? Tiếp tục mình lại có tiếp một cái mối quan hệ nữa về tổng số mol đây. A cộng B cộng C cộng 0,05 bằng 0,2 mol. A cộng B cộng C cộng 0,05 thì bằng 0,2. Và một mối quan hệ nữa cuối cùng là về khối lượng. Thì mình có là 44A cộng 30B cộng 28C cộng 2 nhân 0,05 thì bằng khối lượng là 5,14. 5,14. Được chưa? Và hoàn toàn tới đây mình bấm máy tính mình giải hệ là mình làm ra được đáp án thôi. Đó. 1 bằng sorry, đầu tiên là 0 bằng không có A mà. 1 bằng 2 bằng 0,12 bằng 1 bằng 1 bằng 1 bằng 0,2 trừ 0,05 bằng 44 bằng 30 bằng 28 bằng 5,14 trừ 2 nhân 0,05 bằng A bằng 0,04. 0,04. B bằng 0,1. 0,1. C bằng 0,01. 0,01. Được chưa? Đấy. Xong nha. Đây mình tìm được A, B, C. Ok. Thế thì từ A, B, C này bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Đây, có phải carbon nằm trong FeCO3 chui tọt hết trong CO2 không? Là 0,04. Một chảo. Nhá. Ra được FeCO3. Ok, đề bài bảo cái gì? Đề bài bảo là chất rắn này. Vào này, đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của magie. Vậy mục tiêu mình vẫn phải đi tìm magie cơ. Mục tiêu mình vẫn phải đi tìm magie, mình vẫn chưa tìm được magie. Nhá, mình mới tìm được FeCO3 thôi. Bây giờ mình phải đi tìm magie thì nó mới ra. Thế thì mặt khác thì mình có cái điều này. Mặt khác mình có cái điều này. Mình có H cộng đi. Mặt khác thì mình có số mol H cộng phản ứng. Số mol H cộng phản ứng có phải chính bằng bao nhiêu nhỉ? NO là 4 lần số mol NO. Đây công thức thần thánh. 4 lần số mol NO cộng với 12 lần số mol N2 cộng với bao nhiêu ạ? 2 lần số mol H2 ạ. Cộng với, chú ý trong này có NH4 nhá. Đây này, NH4 nãy chúng ta tìm được có này. Đừng có quên. Vậy là phải cộng với lại. Cộng với lại 10 lần số mol NH4. Cộng với lại 10 lần số mol NH4 ạ. Đây NH4 đây. Nhìn chưa? 10 lần số mol NH4. Chưa xong đâu ạ. Còn cộng với gì nữa? Trong này có oxy trong oxit ạ. Vì này nó phải cộng với lại 2 lần số mol oxy trong oxit nữa. Thế mà số mol H cộng biết chưa? Biết rồi. Đây, 0,715 nhân 2. 715 nhân 2 thì bằng 4 lần số mol NO, 4 nhân 0,1 cộng 12 nhân với 0,01 cộng 2 nhân 0,05. Được chưa? Cộng 10 nhân số mol NH4 cộng, số mol NH4 cộng bằng 0,025. Số mol NH4 cộng bằng 0,025. 10 nhân với 0,025 cộng với 2 lần số mol oxy trong oxit. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol oxy trong oxit, đúng không? Ở máy tính nhá.
0,715 nhân 2 trừ đi 4 nhân 0,1 trừ 12 nhân 0,01 trừ 2 nhân 0,05 trừ đi 10 nhân 0,025 bằng 0,56. Ok. 0,56. Thế thì 0,56 mà chia cho 2 thì bằng 0,28. Vậy số mol oxy trong oxit, số mol oxy trong oxit thì bằng 0,28 mol. Ok, thế mình tìm ra được số mol oxy trong oxit thì bằng 0,28 mol, đúng không? Bằng 0,28 mol. Thế thì ta có là mình có thể tách được nhá. Mình phải có tách được đây này. Thằng FeCO3 nó vậy, mình tách ra mình coi nó là chính là gồm FeO với lại CO2 không, thì như vậy nó không bị nhầm, đúng chưa? Vậy thì hoàn toàn ngay lập tức là mình sẽ tìm ra được là số mol oxy trong oxit là 0,28 này này, là nó sẽ có của FeO và của Fe3O4, đúng không? Thế thì FeO này là chính là bằng luôn số mol FeCO3 là bằng 0,04 luôn, đúng chưa? 0,04 luôn. Vậy mình tìm được số mol của oxy trong oxit của Fe3O4 nhá. Nhìn thấy không nhỉ? Oxy trong oxit là 0,28 này, trừ đi 0,04 nhân 1. 0,28 trừ 0,04 nhân 1. Đấy chưa? Bằng 0,24. Được bao nhiêu chia cho 4? Được bao nhiêu chia cho 4? Thì bằng 0,06. Vậy số mol Fe3O4 bằng 0,06. Được chưa? Thế thì bây giờ Fe3O4 biết số mol rồi, FeCO3 biết được số mol rồi. Vậy mình tìm được khối lượng của magie không ạ? Tìm được hoàn toàn khối lượng của magie nhá. Mình có này, 0,04 nhân với 56 cộng 60 cộng với 0,06 nhân với 232. Được chưa? Thì bằng này 18,56. Vậy mình tìm được khối lượng magie, mình lấy 28,16 trừ n bằng 9,6. Vậy mình có khối lượng của magie của mình bằng 9,6. Đề bài hỏi là đây. Đây đề bài hỏi đấy. Phần trăm khối lượng của magie trong x, thế mình tìm được luôn 9,6 chia cho 28,16 bằng nhân 100 34,09%. 34,09. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ở đây thầy vừa hướng dẫn chúng ta giải cái câu gọi là cái câu vô cơ khó nhất nhỉ. Yeah. Câu này được tính là câu vô cơ khó nhất trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm bao nhiêu này nhỉ? Câu vô cơ khó nhất trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, mã đề 201. Đấy, thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta giải. Đây, chúng ta tốn rất nhiều giấy và não thì não khá là nóng với những cái câu như này, đúng không? Đấy, thì các em chú ý rằng là nếu mà muốn giải những cái câu này nhé, thì thực sự mình phải thực sự tỉnh táo nhé, và mình cũng không có thời gian gì nhiều đâu ạ. Chỗ này là thầy giảng rất là chậm cho chúng ta hiểu đấy, còn lại ngồi phòng thi chúng ta chỉ có làm thôi nhé. Mà chúng ta phải hết sức cẩn thận khi làm những câu này, rất dễ bị nhầm nhé. Ok, câu số 74. Câu này thì dễ hơn câu 73 nhé. 74 này, hỗn hợp E gồm 4 este đều có công thức là C8H8O2 có phòng benzen. Thế này là viết hết cả 4 este ra. Thế này viết hết cả 4 este ra được, có phòng benzen. Thế thì đây, thế mình viết hết ra để mình nhìn đã. Thế thì mình sẽ có là 4 este là gì? HCOO này, C6H4CH3 này. Đây là este của phenol đấy, để cho bọn phenol về cùng một chỗ đi. CH3COO C6H5 này. Este của ancol HCOO CH2C6H5 này. Và C6H5COO CH3 này. Đấy có 4 nào. 4 este đây. Chia thành hai nhóm nhé. Một nhóm là este của phenol O này, đính vào vòng thơm này, O đính vào vòng thơm này. Este của ancol, O đính vào carbon no này, O đính carbon no này. Đấy chưa? Mình phải có cái nhìn đấy. Cho M gam E tác dụng tối đa, đây là E đây, tác dụng với tối đa với NaOH. Số mol NaOH là 0,1 nhân với lại 0,2 bằng 0,2. Đây là tác dụng với tối đa. Thì thu được hỗn hợp X gồm các ancol và muối. Thế là đây thu được 20,5 gam muối này. Là 20,5 gam này. Được chưa? Muối nhá, gồm các và ancol này. Ancol này. Ancol thì mình biết bọn ancol là thuộc dạng, thôi mình cứ ghi ancol đi. Ancol cho dễ. Thế thì ancol ở đây nhá, thì ancol ở đây là mình chỉ có hai ancol thôi ạ. C6H5, CH2OH và CH3OH. Được chưa? Hỗn hợp muối
thu được gồm các cộng rồi cho toàn bộ x, cho toàn bộ x là toàn bộ bọn này, đây là x, vào bình đựng kim loại natri dư, bình đựng natri dư. Sau phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam. Thì mình có này, delta M chất rắn bằng 6,9 gam. Được chưa? So với ban đầu, đề bài bảo xác định giá trị của M. M đây là xác định khối lượng của bọn này. Ok. Yêu cầu xác định khối lượng bọn này. Thế thì bây giờ thế này. Thế bây giờ là nó cho mình là khối lượng. Thế thì mình sẽ có cho toàn bộ x vào bình đựng natri dư. Sau phản ứng thì khối lượng chất rắn tăng. Delta M thì bằng M vào trừ M ra. Đúng chưa? Bằng M vào trừ M ra. Thế cái gì vào ạ? Hỗn hợp muối và ancol. Thầy nghĩ là không phải đâu. Chắc là hỗn hợp x gồm các ancol thôi ạ. Đây cắt nghĩa không hay. Hỗn hợp x cùng các ancol có nghĩa hỗn hợp x thì chỉ gồm ancol nữa, chứ chẳng ai cho cả muối vào cái bình này cả nhá. Hỗn hợp x là ancol ạ. Được chưa? Vậy M vào đây của mình chính là, suy ra M vào là M ancol, M ra là M hydro thì bằng 6,9. Được chưa? Được chưa? Thế thì hoàn toàn mình tìm được M ancol đúng không? M ancol sẽ bằng 6,9 cộng M hydro, cộng với M hydro cho số mol hydro, không cho cho M hydro. Ok nhá. Thế M ancol cộng M hydro. Thế bây giờ mình sẽ phải có cái vấn đề sau này. Bây giờ nếu mà đặt ẩn giải 4 hệ là không được. Thế bây giờ mới thấy là cái chỗ lúc đầu thầy tách nhóm ra nó hợp lý như thế nào. Chỗ này đầu này phải cộng với nước. Ok. Thế thì ở đây mình có nhá, mình chia thành hai nhóm. Nhóm này là nhóm este của phenol. Đúng chưa? Nhóm este của phenol thì viết chung là R1COOC6H4R2, đặt số mol là amon. Nhóm este của ancol R3COOR4 đúng không? Bmon. Thì có phải tạo thành muối cộng ancol thì tạo thành ancol là đây chính là số mol này là B không? Và số mol nước chính bằng số mol của este của phenol không? Là A không? Ở đây ngay tức mình có hệ luôn. Một thằng este của phenol thì ăn 2 NaOH, vậy là 2A. Một este của ancol thì ăn 1 NaOH là B thì bằng 0,2. Một dự kiện nhá. Được chưa? Với ancol này do este đều là este đơn chức nên ancol của thầy là ancol đơn chức, và ancol đơn chức đây là R4OH. Thế ở đây mình có R4OH mà cộng với natri nhá. R4OH mà cộng với natri thì tạo thành RONA cộng 1/2H2. Vậy mình sẽ có anh này là Bmon thì anh này là 0,5B. Ok. Bmon thì anh này là 0,5B. Được chưa? Thế thì Bmon thì anh này bằng 0,5B. 0,5B là số mol của hydro. Được chưa? Vậy ở đây mình được số mol của khối lượng của ancol. Suy ra khối lượng của ancol thì bằng 6,9 cộng khối lượng của hydro. Mình biết số mol của hydro là 0,5B rồi. Vậy là 0,5B nhân 2, 0,5B nhân 2 thì bằng B. Vậy đây là M của ancol. Được chưa? Đây là M của ancol. Thế hoàn toàn tới đây chúng ta có thể sử dụng bảo toàn khối lượng nhá. Bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì mình có này, khối lượng của toàn bộ bọn này, rất may mắn cho chúng ta là khối lượng của toàn bộ bọn này thì đều có chung một cái công thức phân tử là C8H8O2, đúng không? Thì mình tìm được khối lượng của nó. 12 x 8 cộng với lại 8 cộng với 32 là khối lượng của nó, biểu thị theo
A và B. Đây tổng số mol của hỗn hợp C8 và 8O2 chính là A cộng B. Vậy là nó bằng là 136. 136 nhân với A cộng B ạ. Cộng với khối lượng của NaOH là 0,2 nhân 40. Thì bằng M sau là M muối 20,5 cộng khối lượng của ancol. Đây, khối lượng ancol mình vừa tìm được bằng 6,9 cộng B cộng khối lượng của nước là 18A. Được chưa? Thế là mình bấm máy tính mình giải cái hệ này là mình ra nhá. Mình bấm máy tính mình giải cái hệ này mình ra. Đây. Thầy sẽ biến đổi cái hệ này xuống dưới này cho chúng ta nhìn nhá. 2A cộng B bằng 0,2 136A cộng 136B cộng 0,2 nhân 40 là bằng 2 nhân 4 248 bằng 20,5 cộng 6,9 cộng B cộng B cộng 18A. Được chưa? Giải hệ này. 2 bằng 1 bằng 0,2 bằng 136 trừ 18 bằng 136 trừ 1 bằng 20,5 cộng 6,9. 20,5 cộng 6,9 trừ 8 bằng A bằng 0,05, B bằng 0,1. A bằng 0,05, B bằng 0,1. Được chưa? Thế là chúng ta tìm được AB nhá. A bằng 0,05, B bằng 1. À bây giờ đề bài hỏi M. M thế thì có phải là mình tìm được M luôn không? Bởi vì mình tiếc biết được là A bằng 0,05 nhá. B bằng 0,1 thì tổng số mol của bọn này bằng 0,1 cộng 0,05 bằng 0,15. Mà đều chung là C8 H8O2. Và mình tìm được khối lượng luôn. 0,15 nhân với 136 bằng 20,4 gam. 20,4 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Đấy thôi. Thế này bỏ đúng không? Câu 74 dễ hơn đúng không? Dễ hơn nhưng mà cũng phải có cái tư duy. Thực ra là cái dạng này nhá, dạng này quen lắm. Dạng này rất quen. Mỗi năm người ta lại biến đổi đi một chút, nhưng tựu chung vẫn chung quy lại bốn anh này. Đấy chưa? Các em cần phải chú ý nhá, thực sự chú ý vào. Ok. Điện phân dung dịch X gồm, đây vẽ giờ vẽ ngang thì sao dễ làm. Mình câu điện phân này viết ngang, xoay ngang tờ giấy. Điện phân dung dịch X gồm CuNO3 hai lần, NaCl điện cực trơ mà ngăn xốp, dòng điện không đổi, Y bằng 2,5 sau T giây thì thu được 7,68 gam kim loại ở anốt, ở cathode, cathode anốt T giây 7,68 gam ở bên cathode. Đồng 2 cộng và Na cộng, Na cộng không bị điện phân, vậy chỉ có đồng 2 cộng biến thành đồng 7,68 gam. Thì mình tìm được khối lượng 7,68 chia cho 64, 0,12 mol đồng. Dung dịch vẫn còn màu xanh. Còn màu xanh chứng tỏ CuNO3 hai lần chưa bị điện phân hết. Được chưa? Vậy là đồng 2 cộng còn dư nhá. Trong T giây thì đồng 2 cộng còn dư. Nhớ đấy. Và hỗn hợp khí ở anốt, gạch chân từ hỗn hợp khí. Anốt nơi anion đến có NO3 trừ không bị điện phân. Cl trừ thì bị điện phân. Nhá. Cl trừ bị điện phân thì tạo thành Cl2. Nhưng chú ý đề bài nói hỗn hợp khí. Và ở đây bây giờ mới có mỗi một khí là khí clo. Vậy chắc chắn còn có nước điện phân ở bên anốt sinh ra oxy cộng với 4H cộng. Chúng ta tìm được số mol của oxy luôn. Đúng không ạ? À, từ từ. Hỗn hợp khí ở anốt có tỷ khối so với hydro bằng 25,75. Vậy mình sẽ có này là thằng oxy, thằng clo này. Đây. Oxy clo. Oxy là 32, clo là 71. Phân tử khối trung bình bằng 25,75, 25,75 nhân 2. 51,5. 51,5. Vậy thằng này trừ thằng này 51,5 trừ 32. 19,5. 71 trừ 51,5. Cũng bằng 19,5. Vậy là nó là tỷ lệ 1:1. Được chưa? Nó là tỷ lệ 1:1. Được chưa? Vậy là clo và oxy ở đây là tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ 1:1 thế thì đơn giản thôi. Mình đặt số mol của clo là
amon thì số mol oxy là amon, bởi vì tỷ lệ 1:1 mà. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có cái biểu thức bảo toàn electron. Bảo toàn electron mình có này, đồng 2 cộng về đồng, 2 nhân 0,12 thì bằng oxy từ oxy trừ 2 về oxy 0 trừ 2 trừ 0 bằng trừ 2 nhân 2 bằng 4. 4A cộng Cl trừ về Cl 0 là 1 nhân 2 là 2. 2A. Hoàn toàn đến đây mình tìm được A bằng 0,24 chia 6 bằng 0,04. Vậy cháu này bằng 0,04. Cháu này bằng 0,04. Vậy ngay lập tức mình bảo toàn nguyên tố clo 0,04 nhân 2 thì Cl trừ bằng 0,08, mà mình nhìn thấy đấy là do có oxy sinh ra nên clo hết. Vậy thì suy ra số mol NaCl bằng 0,08. Cứ phang được thằng nào thì phang đã. Ok. Xong một cháu nhá. Tiếp tục. Tiếp tục đi ạ. Giờ mình giải tiếp đến là thể đề bài nói là với, thế là mình xong cái đầu tiên nhá. Mặt khác nếu trong thời gian 1000 vẫn y như vậy, T bằng 12352 giây, thì mình có số mol ne trao đổi bằng IT trên F. Được chưa? Mình biết Y rồi, 2,5 T 12352 chia 96500 0,32 mol E. Mol E trao đổi nhá. Thì tổng số khí thu được ở cả hai điện cực, có cái từ này là mình phải lường trước là có khả năng có hydro thu được ở bên cathode. Được chưa? Lường trước được là có khả năng có hydro thu được ở bên cathode. Bây giờ mình vẽ cái trục này ra. Được chưa? Đồng 2 cộng biến thành đồng, nước biến thành hydro cộng 2 OH trừ. Bên này là Cl trừ biến thành Cl2. Được chưa? Cl trừ thì do nó phản ứng hết đây, cái này 0,08 thì chia cho 2 thì này 0,04 là hết rồi. Và nước tạo thành oxy cộng 4H cộng. Rất may mắn là mình đã biết được số mol E trao đổi là 0,32, vậy hoàn toàn mình tìm được số mol oxy. Đúng không? Mình lấy không bảo toàn E 0,32 trừ đi Cl này nhận 2E đúng không? 0,04 nhân 2. Oxy là nhận là nhường 4E đúng không? Chia 4. 0,06. Vậy số mol oxy ở đây bằng 0,06. Thế mà đề bài nói chúng ta này là tổng số mol khí thu ở cả hai điện cực là 0,11 nhá. Thế thì mình có là tổng số mol khí có phải chính bằng tổng số mol khí có phải chính bằng số mol clo cộng số mol oxy cộng số mol hydro không? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol hydro nhá. Tổng số mol khí bằng 0,11. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol hydro bằng 0,11 trừ đi 0,11 trừ đi clo 0,04 trừ đi oxy là 0,06 bằng 0,01. Vậy hydro đây bằng 0,01. Đấy chưa? Vậy cuối cùng bây giờ mình bảo toàn E nữa là xong. Hai lần số mol đồng. Lúc này đồng hết rồi. Cộng với hai lần số mol hydro thì bằng số mol E trao đổi 0,32. 0,32 trừ đi 0,02 bằng chia 2 bằng 0,15. Vậy mình có số mol CuN 3 lần bằng 0,15. Vậy số mol của đồng 2 cộng trong dung dịch Y. Đây. Trong dung dịch Y ạ. Y là đây. Khi mà điện phân sau đằng này thì còn Y. Vậy là có nghĩa là tương đương hỏi là sau khi điện phân trong thời gian T giây thì đồng 2 cộng còn giữ bao nhiêu. Thì ban đầu mình tìm là 0,15 trừ đi 0,12 thì bằng 0,03 C. Tiếc nhỉ. Cái đề này thầy hơi bị tiếc. Đề này mà cho một cái đáp án 0,15 các em nhìn không? Cái kiểu mà thầy mà làm thầy đã đi nhìn đáp án xem có 0,15 luôn tô luôn rồi. Không có, bắt đầu thầy mới nhìn lại đề chứ đề này mà cho cái 0,15 ối nữa tô. Thế nên nhìn nhá, số mol ion đồng 2 cộng trong Y. Trong Y cơ, trong Y đấy. Dung dịch vẫn còn màu xanh là sau khi điện phân trong T giây. Thì nó là 0,15 trừ đi 0,12. Được chưa? Thì bằng 0,03. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Hơi tiếc nhỉ. 76 nè. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm nhôm. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Nhôm này. Và mg gam hai oxit sắt
trong khí trơ, m gam hai oxit sắt trong khí trơ. Hai oxit sắt chưa biết là gì. Tôi đặt là FXOY. Thu được hỗn hợp chất rắn X. Không biết là có hết hay không nhỉ. X này mình dự đoán là có. Cũng cứ giả sử chưa hết đi. Nhôm dư này, FXOY dư này, Al2O3 này, Fe này mình phải dự đoán hết tất cả các trường hợp. X vào dung dịch NaOH dư, NaOH dư thì thu được dung dịch Y. Dung dịch Y thì nhôm tan trong NaOH dư thì chắc chắn tạo thành NaAlO2 hay là NaAlOH 4 lần, đúng không? Thầy thì thầy thích viết là NaAlOH 4 lần cho mình tiện làm. Al2O3 cũng tan trong NaOH dư tạo thành NaAlOH 4 lần. Còn FXOY và Fe thì không tan. Này, non này, có hiro dư này, sinh ra khí hiro. Vậy thì chắc chắn là có nhôm dư rồi, chúng ta khẳng định. Bởi vì sinh ra khí hiro thì chắc chắn là có nhôm dư. Số mol của hiro thì bằng là 0,672 chia 2,4 bằng 0,03 đúng không? 0,03. Thế thì sinh ra hiro thì chỉ muốn nhôm thôi, chứ Al2O3 có tan chứ không sinh ra hiro. Nên mình tìm được số mol nhôm là 0,03 chia cho 1,5 thì bằng 0,02, nhôm dư 0,02. Được chưa? Là chất không tan Z. Đây là dung dịch Y. Được chưa? Và chất không tan Z. Vậy thì chất không tan Z của chúng ta là gì nhỉ? FeXOY này với là Fe này. Ok. Được chưa? Sục khí CO2 dư vào Y. Bây giờ sục CO2 dư vào Y. Sục CO2 dư vào Y thì thu được kết tủa. Vậy thì kết tủa chúng ta chắc chắn là kết tủa AlOH 3 lần rồi. 8,58 chia 78. 8,58 chia 78 bằng 0,11. 0,11. Thế thì bảo toàn nhôm thôi. Đây là 0,11 thì có phải là nhôm trong nhôm dư với Al2O3 thì chui tọt hết vào đây. Thế thì ngay lập tức mình tìm được số mol nhôm ban đầu là 0,11 mol. Đúng chưa? Vậy suy được số mol nhôm ban đầu là 0,11 mol luôn. Được chưa? Tiếp theo là mình tìm được số mol Al2O3 luôn. Mình lấy là 0,11 này trừ đi 0,02 này bằng 0,09 này chia cho 2 thì bằng 0,045. Được chưa? Cứ bình tĩnh thôi. Z đây, để bài cho gì mình làm cái đấy. Z tan hết vào dung dịch H4 đặc nóng. Z tan hết vào trong H2SO4 đặc nóng. Đặc nóng nhá. Thì thu được dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat. 20,76 gam muối sunfat. Z tan hết vào đặt nóng, không biết nó có dư hay không. Muối sunfat và khí SO2. Thế thử xem nhá. Thử xem nó có phải là chỉ có mỗi mình. Đây là thầy nghi là có SES4 3 lần với lại FES4 thôi, có hỗn hợp của muối sắt 2 và muối sắt 3. Nhưng mà thầy cứ phải thử. Thử xem là 20,76 chia cho phân tử khối đằng này là hình như 456 nhân 2 cộng 96 nhân 3 bằng 0,0519 là không thích lắm rồi. 56 cộng với 96. Ừ, thế thì khả năng cao là gồm hai muối nhá. Khả năng rất là cao là trong này là nó gồm là có hai thằng muối. Được chưa? Một muối sắt 2 và một muối sắt 3. FeSO4, bởi vì mình chia số mol thấy nó lẻ mà. Đây, thầy chia đây. Đây nếu mà với sắt 2 đây. Còn nếu mà với sắt 3 đây. Được chưa? Thì nó lẻ. Và 3,342 lít khí SO2. SO2. Mình tìm được số mol 3,472 chia 2,4. 0,155. 0,155. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M. Đây, giá trị thằng này bằng bao nhiêu? Nhôm biết rồi, sắt với oxy thôi. Giá trị của M. Thế thì đề bài hỏi giá trị của M là bao nhiêu? Thế thì mình phải đặt thôi. Mình đặt số mol thằng này là vừa nãy một thằng đặt số mol thằng này là A mol. Số mol thằng này là B mol đi. Được chưa? Thế thì mình sẽ có đây là tổng khối lượng này bằng 20,76. Phương trình số 2 là phương trình bảo toàn E. Đúng không? Đây mình có nhá. Đây mình có này. Thằng này thì mình đặt thằng này là A, đặt thằng này là B này. Thì mình sẽ có phương trình đầu tiên này là 400A
đúng không? 400 A cộng với anh này 56 cộng 96 152 B bằng 20,76. Bảo toán E này, lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, đúng không? Cái chỗ thằng sắt 2 với sắt 3 này bây giờ mới là mệt đây. Thằng sắt 2 với sắt 3 này bây giờ mình quy đổi đi, đúng không? Mình quy đổi đi, mình quy đổi về thằng sắt với oxy, được không ạ? Chỗ này mình quy đổi về thằng sắt với thằng oxy. Cũng khó nhỉ. Thì chỗ này mình tìm được tổng số con sắt. Được, 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 được. Quy đổi thằng này về sắt với oxy. Nhưng mà oxy thì lại dính. Oxy thì lại dính mất cái là chưa tìm được. À được, được, được. Được nhỉ. Tìm được số mol oxy không nhỉ? Số mol nhôm à, mình tìm được à, ở đầu này đề bài cho chúng ta là số mol nhôm phản ứng này. Đây số mol dư này, số mol nhôm phản ứng. Vậy mình tìm được số mol của oxy trong oxit bị phản ứng. Xong rồi thế vào đây. Được. Được. Làm được. Đấy nhá. Chúng ta biết này. Ở đầu này này có phải là nhôm này. Cuối cùng lên nhôm dương 3 không? Vậy bảo toàn E ở đoạn này. Thì nhôm 0 lên nhôm dương 3 vậy là 3 nhân số mol nhôm phản ứng là 0,045 nhân 2 nhá, là 0,09. Thì bằng nó xử thằng nào ạ? Nó xử thằng sắt hay là xử thằng oxy cũng được đúng không? Bởi vì mình quy đổi đây là Fe với oxy mà. Đúng không? Thì oxy bên trong oxit là 2 nhân vậy số mol oxy trong oxit phản ứng. Vậy đến đây mình tìm được số mol oxy trong oxit phản ứng thì bằng 3 nhân 0,09 là bằng 0,27. 0,27 chia cho 2. 0,135. 0,135. Được chưa ạ? 0,135 nhá. Thế thì ở đầu này mình đi bảo toàn E thì mình sẽ có là trong này là nó vứt đi thằng oxy trong oxit phản ứng rồi. Đúng không? Nó vứt thằng oxy trong oxit phản ứng rồi. Đây là 0,135 rồi. Đấy thì nó bị vứt đi thằng thì chốc nó mình cộng vào thôi. Thế đầu này là mình đi tìm thì mình có nhá. Sắt này, quy đổi hỗn hợp này của mình là về Fe và oxy này. Được chưa? Thì thằng Fe gọi thế nào nhỉ? Thì thằng Fe của mình thì lên sắt dương 2. Đây là lên sắt dương 3 này. Đây là lên sắt dương 2 này. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế thì mình có là sắt lên sắt dương 2. Sắt lên sắt dương 3 đi nhá, là 3E này nhân với 2, ở đây có 2 này thì nó là 6A. Đúng chưa? Cộng với sắt lên sắt dương 2 thì là 0 lên dương 2 là 2 cộng 2B thì bằng số mol SO2 đây. Lưu huỳnh dương 6 với lưu huỳnh dương 4. Lưu huỳnh dương 6 với lưu huỳnh dương 4. 2 nhân với 0,155. Được chưa? Được chưa? Ok không ạ? Thế thì khả năng cao ở cái đề này, ở cái đề này thì chỗ này phải thiếu, phải có từ hoàn toàn các em ạ. Có từ hoàn toàn thì nhôm dư thì dẫn đến là không có FeOy dư. Thì trong này chỉ có sắt thôi ạ. Không FeOy dư, trong này chỉ có sắt thôi, không phải quy đổi ở đây, chứ quy đổi ở đây không giải được. Nhá. Thế thì hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được A với B. Chỗ này trong đề này thiếu từ hoàn toàn. Thực ra người ta sẽ ghi rõ là có từ hoàn toàn. Chỗ này mình phải hiểu vậy. 400 bằng 152 bằng 20,76 bằng 6 bằng 2 bằng 2 nhân 0,155 bằng. Đây, A bằng 0,05 và B bằng 5 nhân 10^3. A bằng 0,05, B bằng 0,005. Ok. Được chưa? Vậy suy ra mình tìm được tổng số mol sắt nhá. Bảo toàn electron thì mình tìm được tổng số mol sắt. Đây, thế thì vậy là FeOy này của mình gồm Fe và oxy, đúng chưa? Tổng số mol sắt thì đây là 0,05 cộng với lại 0,005 thì bằng 0,055. Được chưa? Đúng không? À không phải, sorry, bảo toàn sắt là 0,05 nhân 2 chứ. 0,05 nhân 2 cộng với 0,005 bằng 0,105. Vừa nãy mình bảo toàn em mình tìm được số mol oxy trong oxit phản ứng rồi, 0,135. Được chưa? Đề bài hỏi
giá trị của M. M này là M gam 2 oxit sắt. Đây, thì giá trị của M chính là khối lượng của Fe và khối lượng của oxit trong oxit. 0,105 x 56 cộng 0,135 x 16 bằng 8,04 gam. 8,04 gam, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. 8,04 gam. B bỏ nhá. Để chúng ta vừa xong một cái câu câu 77 là một câu về tripeptide. Nhìn thấy tripeptide là mình nghĩ ngay đến phương pháp là phương pháp quy đổi. Nhìn thấy nó là mình nghĩ ngay đến phương pháp quy đổi luôn. 77 này. Câu 77. Cho XYZ là 3 peptide mạch hở. Phân tử có số nguyên tử carbon tương ứng là 8, 9, 10. Câu này là câu số 77. Cho 3 peptide mạch hở. Phân tử số nguyên tử carbon tương ứng đây. X Y Z mạch hở, phân tử số nguyên tử carbon tương ứng là 8 carbon, 9 carbon, 11 carbon. Z có nhiều hơn Y một liên kết peptide. T là ethanol. T ethanol đơn chức hở. Vậy T ethanol đơn chức hở là CN H2N O2. Đốt cháy hoàn toàn chia 179,4 gam hỗn hợp E gồm XYZT. XYZT 197,4 thành hai phần bằng nhau. Thành hai phần bằng nhau. Vậy là nó chia thành là 179,4 mà chia cho 2 thì bằng 89,7 gam. 89,7 gam mỗi thằng. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn phần 1. Đốt cháy oxy thì thu được amon CO2. Amon CO2 và nước là A trừ đi 0,09 mol nước. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn phần 2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Thủy phân hoàn toàn dung dịch phần 2 bằng NaOH vừa đủ. Có nghĩa là anh này cộng với NaOH thì thu được ancol metilic CH3OH. Và 109,14 gam hỗn hợp gồm 3 muối. 109,14 gam hỗn hợp gồm 3 muối là muối gly trừ 1 hiro cộng 1 natri, ala trừ 1 hiro cộng 1 natri, valin trừ 1 hiro cộng 1 natri. Được chưa? Và axit carboxylic. Và axit carboxylic thì mình ký hiệu nó là R phẩy COH, RCOH. Đốt cháy hoàn toàn G. À đây là 4 muối ạ. 4 muối thì đây là trong này là có cả muối của anh RCONA nữa. Muối ghi luôn đây. Đây là R CONA. Đấy, 4 muối. 104,14, 4 muối. Đốt cháy hoàn toàn G. Đây là G. Đốt cháy hoàn toàn G là đốt trong oxy thì thu được, thì cần vừa đủ 2,75 mol oxy. 2,75 mol oxy. Phần trăm khối lượng của Y trong E. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp này ban đầu bằng bao nhiêu? Đây, chúng ta đã tổng hợp hết đây. Giờ mình đi giải quyết cái chỗ này thôi. Được chưa? Thế thì đối mặt với những cái bài như thế này thì mình cần phải sử dụng phương pháp quy đổi nhá. Đây là hỗn hợp gồm peptide và ete, là một cái hỗn hợp khác. Bây giờ thì mình quy đổi về, quy đổi về, chắc chắn là có bọn peptide thì mình vẫn quy đổi về C2H3
NO. Được chưa? Với lại CH2 với lại nước. Được chưa? Anh này là ethanol đơn hở. Ethanol đơn hở thì mình quy đổi về CH2 với lại oxy, đúng không ạ? Oxy. Thì mình nhìn rõ được ethanol đơn hở là CnH2n thì mình quy đổi được về là CnH2n thì nó là CH, nó là CH2 tất cả n lần đúng không? Thì đưa về CH2 và oxy. Ok. Thế thì mình đặt anh này là x mol. CH2 là y mol. Nước là z mol. Oxy là t mol. Được chưa? Oxy là t mol. Sorry, CH2 là y mol tổng rồi. Hai CH2 là trùng nhau này. Nhìn đó cho thêm mình chỉ lấy một CH2 thôi. Thì oxy ở đây là t mol. Oxy ở đây là t mol. Ok, vậy thì ngay lập tức mình có bảo toàn khối lượng, đúng không? 4 đằng này cộng với nhau thì bằng 89,7. Đây chính bằng khối lượng bên trên, 89,7. Vậy mình sẽ có là cái phương trình số 1. 24 cộng 3 là 27. 27 cộng với 14 cộng 16 là 14 cộng 16 là 30. 27x. Sorry, 27 cộng 30, sorry, nhầm. 27 mà cộng 30 thì bằng 57. 57x. 57x. Cộng với 12 cộng 2 là bằng 14y. Cộng 18z. Cộng 32t bằng 89,7. 89,7 gam. Để cho đây mình có phương trình thứ nhất. Mình có phương trình số 2, có phải là hỗn hợp XYZT mà đốt cháy thì cũng chính là hỗn hợp này đem đốt cháy thì mình bảo toàn carbon không? Phương trình số 2 bảo toàn carbon. 2X cộng với Y thì bằng A. Thì bằng A. 2X cộng Y bằng A. Phương trình số 3 mình đi bảo toàn hydro. Đúng không? Đây mình biết được hydro này. Mình sẽ có là 3X cộng với lại 2Y cộng với lại 2Z thì bằng hydro này 2A trừ đi 2 nhân 0,09 bằng 0,18. Ok. Thế thì ngay lập tức ở đây là mình tìm được qua hai cái phương trình này. Qua hai cái phương trình này, là mình tìm được giá trị của Z theo A, đúng không? Bây giờ mình nhân từ từ mình nhân lên đã. Đây là 2A. Đây là 2Y vậy nhân 2 lên. Đúng chưa? Vậy là mình lấy là 3 trừ đi 2 nhân 2. Đúng không? 3 trừ đi 2 nhân 2 để nó triệt tiêu đi. Xem nào, mình có cái tờ nháp nữa. 3 trừ đi đây nhá, đây là 3 này. Thằng 2 của mình thì có thể biến đổi được thành là nhân 2 lên là bằng 4x cộng 2y bằng 2a. Vậy lấy 3 trừ thằng này. 3 trừ thằng này thì mình sẽ có là 3 đây trừ đi thằng biến đổi của thằng 2 đang này thì là 3 trừ đi 4 bằng trừ x. 0 cộng 2z 0 trừ 0,18. Hay nói khác mình được là 2z trừ x bằng âm 0,18. Hay nói khác là x trừ 2z bằng 0,18, đúng không? Là biến đổi cái thằng 2 thằng 3 mình từ x trừ z bằng 0,18. Biến đổi thằng 2 thằng 3 mình suy ra được là x trừ z bằng 0,18. Ok. Đây là xong 2, 3 nhá. Thế là mình đã vứt được cái ẩn A rồi. Vậy là bây giờ mình cứ coi cái phương trình này là một cái mối quan hệ nữa của x và z. Ok, mình đánh dấu thằng này là sao. Tiếp tục. Thủy phân hoàn toàn cái hỗn hợp này bằng dịch NaOH thì thu được CH3OH, đúng không? Thế thì ở đây mình có này, NaOH mà phản ứng với thì nó chính bằng cái số mol của thằng peptide. Số gốc amino acid ấy, số gốc amino acid. Thế thì số gốc amino acid ở đây thì có phải chính là x mol không? X cộng với lại số mol của thằng este. Thế số mol este đây thì có phải chính bằng là số mol oxy không? Vậy nó là x cộng t. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình biết được khối lượng nhé. 89,7 này. Biết thằng này theo xt này. CH3OH
thằng ancol CH3OH này thì lại số mol của nó lại chính bằng số mol thằng ST, đúng không? Bởi vì chỉ việc ST sinh ancol thôi, thì số mol ST là T đây, vậy anh này là T, đúng chưa? À, cộng với lại 109,14, đúng không? 109,14 thôi. Cộng với lại nước, bọn này nó phải sinh ra nước, thì nước đây, nước này nó sẽ vẫn giữ nguyên là nước sau phản ứng là Z. Để cho vậy là hoàn toàn mình sẽ có cái biểu thức là bảo toàn khối lượng nhá. Bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Ta có này, 89,7 89,7 cộng với khối lượng của NaOH là 40 nhân với x cộng T bằng khối lượng của CH3OH là 32T cộng với 109,14 cộng với lại khối lượng của Z là 18 Z. Ok chưa? Thế giờ biến đổi tí. Mình có 89,4 vứt sang bên này, 89,7 vứt sang bên này, T vứt sang này, 40T trừ 32T thì còn 8T. 40X thì vẫn giữ nguyên, vậy đây là 40X. 40T trừ 32T là cộng với 8T. Được chưa? Bỏ Z sang đây là trừ 18Z. Thì bằng khối lượng này 109,14 100 trừ đi 89,7 19,44. Được chưa? Vậy là ở đây mình đã có thêm một cái phương trình nữa. Đây mình đặt là phương trình 2 sao. 4 ẩn cơ ạ. 1 2 3 4 ẩn với một phương trình, hai phương trình, ba phương trình. Giờ mình phải đi kiếm thêm một cái ẩn nữa. Đúng không? Thế thì cái ẩn nữa ở đây, đây là bây giờ là đề bài bảo là đốt cháy cái thằng G này. Đốt cháy cái thằng G này trong môi trường oxy. Đúng không? Thì mình có là số mol oxy đây ấy gì? Được chưa? Để sinh ra thằng nước với thằng CO2. Đây là đốt cháy thằng G thì sinh ra oxy. Đây, đốt cháy thằng G trong oxy thì sinh ra thằng nước này. Sinh ra thằng CO2 và sinh ra thằng Na2CO3. Đấy. Thế thì bây giờ là mình chỉ còn cái thằng oxy này nữa là cái thằng mối quan hệ cuối cùng. Đúng không ạ? Thế mình phải xử lý cái mối quan hệ cuối cùng này để mình tìm ra được cái mối quan hệ. Đúng không? Thế thì bây giờ đây mình nhìn này. Mình bảo toàn này. À, đầu tiên là có phải là anh này là sinh ra CH3OH. Anh này sinh ra nước, thế thì chung quy nó vẫn là bảo toàn chui ra đây đúng không? Thế mình đi bảo toàn đầu tiên là bảo toàn natri. Mình có số mol natri đây là x cộng T. Đúng không? Số mol natri ở đây là x cộng T. Thế là natri NaOH này chui vào trong này. Sau tất cả natri chui ra đây. Vậy mình bảo toàn natri mình sẽ tìm được đây là x cộng T chia 2. X cộng T chia 2. Được chưa? Đây là bảo toàn natri. Tiếp theo là mình đi bảo toàn thằng carbon nhá. Bảo toàn carbon thì có phải là tổng số mol carbon đây trừ đi carbon trong CH3 nhá thì chui hết vào trong CO2. Đúng không? Vậy carbon ở đây là có bao nhiêu ạ? Carbon ở đây mình có bao nhiêu ạ? 2x cộng y, đúng không? Bảo toàn carbon, đây để ghi ra đây. Bảo toàn carbon này. Bên này là 2x cộng y, đúng không ạ? Trừ đi. Sang bên này là trừ đi rồi vì nó bỏ cái thằng CH3 ra mà. Trừ T. Được chưa? Thì chính bằng số mol CO2 này. Vậy số mol CO2 bên này là 2x cộng y trừ T. Nhưng mà còn chú ý, mình phải trừ cái thằng carbon bên trong CO3 nữa. Trừ đi x cộng T chia 2. Được chưa? Vậy chỗ này là 2x trừ đi x chia 2. 2x mà trừ đi x chia 2 thì là còn bao nhiêu nhỉ? 2x trừ đi x chia 2, 2x này. Nhìn lại tí, đây là 2x cộng y, đúng rồi, 2x cộng y, 2x cộng y trừ đi t, rồi trừ đi t, chú hết vào đây. Vậy ở đây nó sẽ suy ra mình sẽ bằng 2x trừ đi x phần 2 là 1,5x cộng với y trừ t phần 2 là trừ đi 1,5t. 1,5x cộng y trừ 1,5t. 1,5x cộng y trừ 1,5t. Ok. Giờ đến hydro nhá.
giờ đến hydro này, giờ đến bảo toàn hydro để ra nước. Thế thì có phải là hydro của chúng ta đầu tiên, bảo toàn hydro, hydro đầu tiên chúng ta đây là 3x cộng với lại 2y cộng với lại 2z. Đấy, cộng 2y cộng 2z, 3x cộng 2y cộng 2z đúng không? Hydro chui vào trong thằng CH3OH trừ đi 4t trừ đi 2z. Được chưa? Được bao nhiêu chia cho 2? Được bao nhiêu chia cho 2? Thế đấy có phải bằng là 3x vẫn giữ nguyên, 3x chia cho 2 thì bằng 1,5x, 2y chia cho 2 thì còn y, 2z trừ 2z hết trừ 4t chia 2 bằng trừ 2t, 1,5x cộng y trừ 2t, 1,5x, 1,5x cộng y trừ 2t. Vậy thì bây giờ đến đây cuối cùng ấy là mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nữa là xong nhá. Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là xong. Thế thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì chúng ta bảo toàn cũng điểm đầu điểm cuối luôn nhá. Đây điểm đầu đây này, thêm oxy này vào này, đúng không? Được không? Thằng này thêm oxy đây vào, thêm O2 vào đây thì ra được bọn này. Đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Đây thì ghi cái bảo toàn oxy ra đây cho chúng ta dễ nhìn. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy mình sẽ được là x bảo toàn oxy nhá, x này cộng với lại z cộng với lại 2t cộng với lại x cộng t. X cộng t. Được chưa? Đầu này không phải trừ ạ. À đâu sorry, chết rồi. Không phải. À đâu đúng rồi. Phải trừ đi nữa. Bởi vì chỗ này là CH3 này mà là bị tách ra khỏi hỗn hợp mà. Phải trừ đi. X này. Ô x cộng z cộng 2t cộng x cộng t trừ đi t. T này bọn này là bỏ thằng oxy ra mà. Trừ t trừ z. Được chưa? Cộng với 2,75 nhân 2. 5,5 thì bằng oxy bên này. 1,5x cộng y trừ 2t cộng với 1,5x nhân 2. 1,5x mà nhân 2 bằng 3x cộng 2y trừ đi 1,5t nhân 2 là trừ đi 3t cộng tiếp với 3x cộng t chia 2. Yêu ơi, dài thế. Được chưa? Thế này là xong thôi. Z trừ z mất này, t trừ t mất này, x cộng x là bằng 2x cộng 2t, x cộng x bằng 2x này, 2t này, thằng này hết, thằng này hết, thằng này hết, thằng này hết, cộng 5,5 thì bằng 1,5x cộng 3 là bằng 4,5x. 4,5x mà cộng với lại 3 chia 2, 1,5. 4,5 cộng với lại 1,5, 1,5x oxy này bằng 2,75 này, 1,5x cộng với lại 3, 1,5 này cộng với lại 3x này cộng với lại 1,5 này, 6x y này cộng 2y là 3y này cộng 3y trừ 2t trừ 3t bằng trừ 5t cộng với t phần 2 nữa, cộng với 1,5t cộng với lại 1,5t. Để cho vậy chỗ này là bằng 6x cộng 3y trừ 5 cộng 1,5 là bằng trừ đi 3,5t. Thế thì với cái phương trình bảo toàn oxy này thì bây giờ mình sẽ chuyển hết vào vế 2x, chỗ này là còn 4x. Được chưa? Cộng 3y. 4x cộng 3y này. Xong thằng này này. Xong thằng này. 2t chuyển sang đây, vậy là trừ đi 5,5t. Thì vế này bằng 5,5. Vế bằng 5,5. Ok. Ok chưa? Bằng 5,5.
Thế bây giờ mình giải hệ. Các em bấm hệ của thầy nhé. Đây là hệ phương trình, này là phương trình số 4. Đúng không? 3 sao đi. Máy tính của thầy không bấm được hệ. Đứa nào có máy tính ở đây bấm vào này. 1 này. Đúng không? Đây phương trình số 2 này. Đây phương trình số 3 này. Và đây phương trình số 4. Phương trình số 4 này dễ bị sai nhất để thầy nhìn lại lần nữa. Các em bấm hệ cho thầy nhá. Phương trình số 1, phương trình số 2, phương trình số 3 và đây phương trình số 4. Bấm hệ thầy thầy nhìn lại cái bảo toàn này đã. Nhìn hơi run run. Nhưng mà ra số đẹp là vẫn ngon nhưng mà nhìn vẫn hơi run. 2x 2x cộng với lại bảo toàn. Đầu tiên bảo toàn carbon trước. Đúng không? Đầu tiên bảo toàn carbon 2x cộng với lại y 2x cộng với y trừ đi t. Có thế sao cho đây là 1,5 nhỉ? Xem nhá, bảo toàn carbon 2x này cộng với y này trừ đi t này. À đây trừ đi x cộng t chia 2 nữa. Đúng rồi, bảo toàn natri trước, đây là x cộng t, thế đây là x cộng t chia 2. Rồi. Trừ đi x cộng t chia 2 bằng 2 cộng với x 2 trừ đi. Ô thôi chết rồi. 2 mà trừ đi x chia 2 thì còn à 1,5 đúng rồi. 2 trừ đi 1, 2 trừ 0,5 bằng 1,5 đúng. Y trừ t trừ đi 0,5 nữa bằng trừ 1,5 t đúng. Vậy carbon, bảo toàn carbon đây. Carbon chia cho 2, à carbon trừ ở đây là 1,5x cộng t trừ đi 1,5 t được. Bảo toàn hydro. Bấm máy tính của thầy nhá. Bảo toàn hydro 3x cộng 2y cộng 2z. Rồi. Cộng x cộng t. Chỗ này thiếu cộng x cộng t rồi. Cộng x cộng t, chỗ này thiếu cộng x cộng t. Cộng x cộng t này. Trừ đi t. Ô chỗ này làm sao mà loạn loạn nhỉ? Bảo toàn hydro như chỗ này sai sao ấy xem. 3x bảo toàn là hydro này. 3x cộng 2y cộng 2z. Thế đây đúng này. Cộng x cộng t trừ đi 4t trừ đi 2z. Đúng rồi, thế chỗ nào thiếu cộng x cộng t. Chia cho 2. Vậy là bằng 3x cộng x là 4x. Cộng x là 4x đúng không? 3x này cộng x này là 4x. 4x mà chia cho 2 còn 2x. 2y chia cho 2 là còn cộng y. 2z trừ 2z hết. Cộng t trừ 4t thì bằng trừ 3t. Chia 2. Vậy nước ở đây nó phải bằng là x cộng 0,5y trừ 1,5t. Nước đây lỗi. Nước ở đây phải bằng là x cộng với lại 0,5y trừ đi 1,5t. Đấy, thế là ra được nước. Thế bây giờ phải bảo toàn lại oxy rồi. Oxy này chạy lỗi rồi. Mình bảo toàn lại oxy, may thế mình ghi ra cái phụ riêng. Bảo toàn lại oxy nhé, cả nhà cùng nhìn kỹ lại nhé. X oxy này, x cộng với lại z này, cộng với lại 2t này, cộng với x cộng t này, trừ đi t này, trừ đi z này, cộng với 2,75 nhân 2 này, bằng này, x cộng 0,5y trừ 1,5t nhân 1. Cộng với nhân 2 là 1,5x nhân 2 là 3x. Y nhân 2 là cộng với lại 2y. Trừ đi 1,5t nhân 2 là 3t. Đấy chưa? Cộng oxy dưới này là 1,5x cộng 1,5t. Ok. Và đây mình có này.
x cộng x là 2x. T trừ T là hết. Z trừ Z là hết. Cộng 2T cộng với 5,5 bằng x cộng 3x là 4x trừ 1,5T với cộng 1,5T hết. X cộng 3x 4x, 4x cộng với lại 1,5x là bằng 5,5x. 0,5y cộng với lại 2y là bằng 2,5y trừ đi 3T. Thế đây chuyển về 2x chuyển sang bên này là còn 3,5x này. 2T chuyển sang bên này là còn là trừ 5T này cộng với 2,5y này thì bằng 5,5 này. Được chưa? Dã man phết. Dã man phết. Các em bấm thầy cái hệ này. Thôi các em bấm nốt cho thầy cái hệ này nhá. Bấm nốt cho thầy xem là x, y, z, t bằng bao nhiêu. Ok. Thế thì sau khi mình tìm được x, y, z, t thì mình sẽ tìm được s te, tìm được số peptide và tìm được phần trăm khối lượng của y thôi. Chứ thực ra bây giờ cái máy tính này có thể ứng bấm được. Hệ kia vốn ẩn. Hệ kia vốn ẩn. Mà cái này nó chỉ có máy tính này của thầy chỉ dạng hệ ba ẩn thôi. Các em cũng bấm máy tính thôi, các em giải nốt nhé. Đó. Để mình sang câu tiếp. Câu 78 này. Hỗn hợp X gồm alanin. Mình phải vẽ ra được. Alanin là H2N này. CH CH3 này. COOH này. Acid glutamic HOOC này. 1 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, NH2 này, H này, H2 này, H2 này, H2 này. Ok chưa? Và acid acrylic CH2 nối đôi CH COOH hỗn hợp Y gồm propen. Ủa câu này quen thế. Hỗn hợp Y gồm propen. Propen là C3H6 và trimethylamin. Trimethylamin là C3H9N. Đốt cháy hoàn toàn A mol hỗn hợp X và B mol hỗn hợp Y và B mol hỗn hợp Y thì tổng số mol oxy cần dùng vừa đủ là 1,14 mol. Thì thu được hỗn hợp gồm nước này, nitơ này, CO2 này. Chúng ta tìm được số mol nitơ bằng 0,1, số mol CO2 bằng 0,91. Để bài bảo mặt khác, khi cho amon X tác dụng với KOH dư, amon X tác dụng với KOH dư thì lượng KOH phản ứng là M gam. Hỏi giá trị của M. Wow. Một câu khá hay. Đúng không? Một câu khá hay đấy. Thế thì bây giờ trông là hai ẩn thôi, nhưng mà thầy nghĩ rằng là chúng ta cần phải quy đổi. Bài này bắt buộc phải quy đổi, nếu không quy đổi là toang. Thế chúng ta cùng nom nhé. Cái kỹ thuật chúng ta quy đổi này, cái kỹ thuật quy đổi là kỹ thuật rất là quan trọng. Thế chúng ta cùng chú ý nhé. Cái chất đầu tiên này thì thầy quy đổi nó về làm gì? Mấy carbon ạ? Hai carbon ạ. Thường thì những cái thằng này mình quy đổi về Z2, đúng không? Về C2H3NO. Nhưng với bài này đặc biệt nó có hai này nữa này, nên không quy đổi thế được. Chúng ta nhìn luôn thằng C3H6 này thì nó có thể thằng chúng ta nhìn luôn thằng C3H6 này nó chính bằng 3 nhóm CH2 này. Thế mình phải nghĩ là tách bọn này ra làm sao được có nhóm CH2 nhá. Thế còn là anh C3H9N này thì nó lại là anh nó có thể quy đổi được về thành là anh CH2 ba thằng CH2 cộng với ạ, cộng với thêm ạ. Đây này, 3 CH2 đây mới có H6 thôi. Vậy là cộng với một thằng NH3. Thế mình nghĩ kế ở bên trên này làm sao mình quy đổi nó được về là CH2 với NH3 là đẹp, đúng không? Thế bây giờ thì ép nó. Thì bây giờ có hai thằng carbon thì đây là về thằng CH2 này, hai thằng CH2 này. Đúng không? Xem nhá. Hai thằng CH2 rồi thì còn bao nhiêu H? Đây là 3 này, 6 7 7 trừ đi 4. À vậy nó vẫn còn được ăn với lại một NH3 ngon là thằng đầu tiên. Biến đổi được thành về thằng hai thằng CH2 với một thằng NH3. Dĩ nhiên mình còn dư một thằng carbon với hai thằng oxy. Đúng không? Một thằng carbon với hai thằng oxy, tức là chỗ này là CO2. Đây kỹ năng nhìn để chúng ta tách chất quy đổi nhá. Tiếp tục mình nhìn nhá. 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2. Thêm thằng này nữa thì được là thành
bốn xe thai, đúng chưa? Bốn xe thai đấy, bốn bốn xe thai. Nhưng mà nếu mà mình xét thấy vứt thằng xe thai đây thì không được, thế mình cứ đang để thử ba xe thai đi được không? Ba xe thai. Thế nếu vậy thì nếu mà là ba xe thai thì CO2 nó phải là mấy ạ? CO2 đây là một CO2 này, hai CO2 này, đúng không? Ô, anh này từ từ đã, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chỗ này thì ghi dư, ghi dư 1 CH2 ạ. 1, 2, 3, 3 CH2, đúng chưa? Và 2 CO2. Dĩ nhiên mình vẫn có 1 NH3, 2 CO2. Được chưa? Anh dưới này, anh dưới xem nhé, 2 CH2 và 1 CO2. À vậy thì khi mà chúng ta tách theo kiểu nhìn kỹ này ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái hỗn hợp này này của chúng ta có thể quy đổi được về, hỗn hợp này mình có thể quy đổi được về là gì nhỉ? Hỗn hợp này mình hoàn toàn có thể quy đổi được về là nhóm CH2 nhá. CH2 này, NH3 này và CO2. Như vậy mình làm dễ dàng hơn rất là nhiều. Cộng với lại oxy 1,14 thì ra được nước này, nitơ là 0,1 này, CO2 là 0,91 này. Vậy thì ngay lập tức mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ 0,1 nhân 2 thì cháu này bằng 0,2 luôn. Được không ạ? Cháu này bằng 0,2 luôn. Thế thì bây giờ chúng ta đặt cháu này là x, cháu này là y, thì mình đi giải hệ. Phương trình đầu tiên là phương trình bảo toàn carbon. Mình gọi là x cộng y bằng 0,91. Phương trình thứ hai là phương trình đi bảo toàn hydro. Đúng không? À không, bảo toàn hydro không được đâu, bởi vì là thiếu hydro ở đây. Bây giờ là phương trình thứ hai bảo toàn e đi. Bảo toàn e là ngon hơn. Carbon này là carbon 0 này, lên carbon dương 4. Vậy là 4x. Nitơ này nitơ trừ 3. Về nitơ 0, trừ 3 về 0 là bằng trừ 3 nhân 2 là bằng 6. 0 lên dương 4 là nhường e, trừ 3 về 0 cũng nhường e. Cộng với lại 6, trừ 3 ăn 0 nhân 2 là 6. 6 nhân 0,1. Carbon này là dương 4 thì nó vẫn là dương 4. Ok. Hydro này là dương 1 thì nó vẫn là dương 1. Sang oxy ạ, oxy từ oxy 0 về oxy trừ 2, đúng không? Oxy 0 về oxy trừ 2. Thế thì oxy 0 về oxy trừ 2 thì nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 0 về trừ 2 là trừ 2, nhưng chú ý phải nhân với 2 là bằng trừ 4. Thế nó sẽ bằng là 4 nhân 1,14. Được chưa? Thế thì mình sẽ giải được cái hệ nhá. Ô, chỗ này thấy vẫn thiếu y nhỉ? Từ từ nhìn lại tí đã. Thế này là giải ra x luôn, đúng không? Không được. Thiếu. À không đủ đấy chứ. Giải nhá, mình tìm được x. 4 nhân với là 1,14. 4 nhân 1,14 trừ đi 0,6 bằng chia 4 bằng x bằng 0,99. X bằng 0,99. Nghe rợn rợn tay. Để anh thể nhìn lại xem có lỗi không. Oxy bằng 1,14, đúng rồi. Oxy bằng 1,14 thì đây là 4 nhân 1,14, đúng. Đúng không? X của chúng ta là nhóm CH2, đúng không? Đây là carbon. À, thôi chết, thì để đây là carbon 0. Các em nhìn đâu, đây carbon 0, biến là carbon trừ 4 là chết. Chỗ này phải là carbon bao nhiêu ạ? Đây là hydro dương 1. Dương 1 nhân với 2. Dương 1 thì chỗ thằng carbon này phải là carbon trừ 2 ạ. Trừ 2 về với dương 4 phải là 6x ạ. Thằng nào. Thế chỗ này phải là 4 nhân 1,14 nhân 4 nhân 1,14 bằng trừ đi 0,6 bằng chia 6 bằng 0,66 ạ. X bằng 0,66 thì y chúng ta sẽ bằng là 0,91 trừ n bằng 0,25 nhá. Sau mình quy đổi nhá, mình tìm được CH2 nhá, mình tìm được NH3 nhá, mình tìm được CO2. Đề bài hỏi giá trị của m, đây là tác dụng với lại cao H cơ. Thế thì bây giờ mình có này, hỗn hợp mà phản ứng với cao H nhá. Ta nhìn kỹ này, phản ứng cao H dư. Thế thì cái nhóm trước mà phản ứng với cao H là nhóm COH, đúng không? Nhóm COH, đúng không? Đúng chưa? Thế thì cái nhóm COH này thì chúng ta nhìn này, một nhóm COH thì một CO2 này, hai nhóm COH thì hai CO2.
một nhóm CH thì một CO2, có nghĩa là số mol nhóm COOH thì chính bằng số mol CO2, đúng không? Thế thì hoàn toàn mình có CO2 mà không phải 25, vậy suy ra một cái thằng này là COO, mà CO2 thực ra chính là COO, đúng không? Bỏ H đi thì vậy là số mol của CO2 chính bằng số mol KOH, không phải 25. Xong rồi. Đề bài hỏi M, 0,25 nhân với lại 56. 14. 14 ga. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 14 ga. B, bỏ 14 ga. Đấy. Thì đây là một cái câu điển hình cho cái phương pháp và gọi là suy luận sáng tạo cho cái phương pháp quy đổi. Chúng ta phải giải lại. ST2 chức mạch hở tạo bởi một ancol no với hai axit no đơn chức. STI3 chức mạch hở. Cái chỗ này bây giờ mình phải đặt. Bài này nếu mà muốn giải thì mình phải đặt kiểu khác. Đốt cháy hoàn toàn M ga mỗi hợp E xi cần vừa đủ này. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 200 thu được hai ancol. Chú ý này, hai ancol có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử, mà thằng đầu tiên thì thằng thứ hai của nó đây là glycerol rồi. Đúng chưa? Vậy thì suy ra cái thằng thứ nhất, thằng X ST2 trước, đúng chưa? Một ancol no mà số nguyên tử cùng với glycerol thì chắc chắn nó phải là C3H8O2. Được chưa? No này, hai axit no đơn chức. Vậy công thức tổng quát của nó, hai axit no đơn chức thì hai axit của nó, hai axit no đơn của nó, chúng ta ký hiệu hai axit no đơn là CN H2N cộng 1 COH. Thế thì bây giờ ghép thằng này tạo thành este này thì nó sẽ là CNH2N cộng 1 COO 2 lần C3H6. Được chưa? C3H6 nhá. Thì nhìn trong này thì trong biết này có 2 pi. Đấy, phải như này thì mới tìm được nguồn muối. Y này, Y chúng ta để bài cho 3 chức này được cấu tạo bởi glycerol là C3H8O3 này. Và này nhìn này, một axit carboxylic không no đơn chức và phân tử có hai liên kết pi, chỉ được tạo bởi một thôi, một axit axit không no đơn 2 pi. Thế thì 2 pi của nó thì đã có 1 pi nằm trong nhóm COH rồi. Đúng chưa? 2 pi có 1 pi nằm trong COH, vậy còn 1 pi CC, vậy công thức của nó sẽ là CnH2n CM H2m trừ 1 COH. CmH2m trừ 1 COH. Vậy thì suy ra công thức của este của nó sẽ là CmH2m trừ 1 COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Và thằng này nó sẽ có là bên trong này là sẽ có 1 pi này, cộng với cho COO có 1 pi nữa là 2 pi, 2 pi nhân 3 tổng cộng nó sẽ có 6 pi. Được chưa? Đấy nha, mình thế thì đề bài bảo làm thủy phân hoàn toàn 0,616 mol E. Vậy thì đặt thằng này là A, thằng này là B cộng với lại NaOH thì tổng số mol thì ăn hết là 2 nhân với lại 0,21 bằng 0,42. Được chưa? Thế thì hoàn toàn mình sẽ có hệ là A cộng B bằng 0,16. Và anh này là ST2 trước thì nó sẽ là 2A, anh này ST3 trước nó sẽ là 3B thì bằng 0,42. Và hoàn toàn tới đây mình tìm được AB. 1 bằng 1 bằng 0,16 bằng 2 bằng 3 bằng 0,42 bằng A bằng 0,06, B bằng 0,1. Nhưng mà mình phải hết sức lưu ý là sang cái phần tiếp theo là phần đề bài bảo đốt cháy M các môn hợp E gồm X và Y. Đây là một cái phần hoàn toàn khác, được không? Đây là một cái phần hoàn toàn khác. CnH2n cộng 1 COO tất cả 2 lần C3H6. Được chưa? Với lại CmH2m trừ 1 COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Thì đây là một phần hoàn toàn khác, vậy mình phải đặt số mol khác. Nhưng mà mình tìm được số mol bên trên rồi, mình có thể tìm được tỷ lệ hai phần bằng không bằng hai phần bằng nhau, 0,06 chứ 0,1 thì bằng 3/5. Vậy mình đặt anh này là 3x thì này là 5x. Được chưa? Đốt cháy bọn này, đốt cháy M gam này cần vừa đủ oxy 0,5 thu được CO2 0,45.
Thế thì và nước ở đây mình có này, do anh này chúng ta vừa chứng minh được là bên trong phân tử nó có 2 pi, do anh này trong phân tử nó chúng ta chứng minh được là của nó có tổng cộng là 6 pi. Thế giờ thì ghi này ra cho chúng ta nhìn lại là có phải mình luôn luôn có là NCO2X, đây chất X, đây chất Y, trừ đi N nước X thì bằng chia cho N cháy, chia cho NX thì bằng số K của nó là 2 trừ đi 1. Đúng chưa? Vậy suy ra được là NCO2X trừ N nước X bằng NX. Một cháu nhá. Cháu thứ hai tương tự với C, với Y. NCO2Y trừ N nước Y chia cho NY có phải bằng số pi là 6 trừ 1. Đúng chưa? Vậy đến đây mình suy ra NCO2Y trừ N nước Y thì bằng 5NY. Thế có phải NCO2Y cộng NCO2X thì có phải ra được NCO2 không? Cộng với vế mình được NCO2 trừ N nước có bằng NX cộng 5NY. Ok. Thế hoàn toàn mình tìm được NX bằng cách N nước bằng cách lấy NCO2 trừ đi NX cộng 5NY. Thế NX cộng 5NY bằng bao nhiêu? NX của mình là bằng 3X, đúng không? 3X. NY 5NY là 5 nhân với lại 5X. 5 5 25 25 3 bằng 28. Vậy N nước bằng 0,45 trừ đi 28X. Đến đây mình mới đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Mình có bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy mình được. X nhân 2. 2 nhân 3x cộng với 5 nhân 3 15, 15 nhân 2 là 30. 30x cộng với 0,5 nhân 2 là 1 bằng 0,45 nhân 2 là 0,9 cộng với 0,45 trừ 28x. Vậy đây mình tìm được x đúng không? 6 này cộng 30 này cộng 28 này. 6 cộng 30 cộng 28 bằng không, chỗ này 6 3 này. Thôi chết, đây là 3 nhân 2 nhân 2 cơ. Vậy là 3 nhân 4 đó. 5 nhân 3 15 nhân 2 30 rồi. 2 0,45 nhân 2 rồi. Ok. Là 12 cộng 30 cộng 28 70x thì bằng 0,45 cộng với 0,9 trừ 1 0,35 x bằng chia cho 70 5 0,005. Đây bây giờ mình ra x bằng 0,05. Vậy anh này là bằng 0,015, anh này bằng 0,025. Được chưa? Đến đây mình đi bảo toàn carbon. 2n ở đây 2 nhân n cộng 1 cộng 3 được bao nhiêu nhân với 0,015 cộng với, sao lại đúng rồi, 2 thì là 3, 3m, 3 nhân với m cộng 1 cộng 3 nhân với 0,025 thì bằng 0,45. Và hoàn toàn đây mình sẽ có này, 2n nhân 2n là đây, chỗ này sẽ bằng là 2n cộng 2 cộng 3 0,015 cộng với 3m cộng 3 cộng 3 nhân 0,025 bằng 0,45. Phá ngoặc ra 2n nhân 0,015 0,03 cộng với 2 cộng 3 là 5. 0,075. 3 nhân 0,025. 0,075m. 9 nhân 0,225
0,45. Vậy đây mình sẽ có là 0,03m, 0,03n cộng với lại 0,075m bằng 0,45 trừ đi 0,225 trừ đi 0,075 bằng 0,15. Ok. Thế thì bây giờ tất cả bọn này cùng nhân với lại 2 đi. Để lên được 0,15, 0,15 thì chỗ này là để lên được 0,15 nhỉ. Mẫu số chung là 0,15 thì tất cả hai vế cùng chia cho 0,15 đi. Cả tử và mẫu cùng chia cho 0,15. Không phải. Cùng nhân với lại 100 rồi chia cho 15. Có nghĩa là đều tất cả không. Nói thế nào nhỉ? Mẫu số chung chứ. Mẫu số chung của bọn này là bao nhiêu nhỉ? Nhân 100 đi. Nhân 100 thì anh này có phải là 3n cộng 7,5m bằng 15. 3n cộng với 7,5m bằng 15. Nhân 2 nữa là 6 á. Nhân 2 nữa là 6n. Chỗ này là 2 nhân với lại n cộng 1. 2 nhân với lại n cộng 1 cộng 3 nhân 0,015. Nhân với lại n cộng 1. Chỗ này là n cộng 1 này nhân 2. Vậy là 2n cộng 1 cộng 3. Thì đúng là thành là 2n cộng 5. 2n cộng 5, đúng rồi. Bên này là 3m cộng 1 cộng 3 thì nó là bằng 3m cộng 6. Đúng rồi. Nhân ra 0,015 nhân 2 bằng 0,03 n. 5 nhân 0,015 bằng 0,075. Bên này nó sẽ là 3 nhân 0,025 bằng 0,075 cộng 6 nhân 0,025. 6 nhân 0,025 bằng, úi giời ơi, thầy bấm nhầm máy tính. Ủa, chỗ này chưa nhân 0,15. Biết ngay mà. Như này không nhầm ra được. Vậy ở đây mình sẽ có là 0,03n cộng với 0,075m bằng 0,45 trừ 0,15 bằng 0,3, 0,3 trừ đi 0,075. Đấy. Thì bây giờ mẫu số chung. Mẫu số chung thằng này nhân với 100 đi. Nhân 100 là ra được 3 đúng không? Nhân 100 đi. Thì đây mình sẽ được là 3n cộng với lại 7,5m thì bằng 22,5. Vẫn lẻ nhỉ. Nhân lên nữa đi, 6n nhân 2 lên, nhân 2 lại hết 5. 6n cộng 15m bằng 2,5. 45. Chia cho 3. 2n 5m 45 chia 3 15. Rồi. 2n cộng 5m bằng 15. N m. Úi giời. N bằng 1. N bằng 1 thì m bằng mấy? Từ từ đã, xem đã. Ở đây este ancol. À chú ý ở đây này, n của mình là n trung bình. Hai axit mà. Hai axit no thì n này phải là n trung bình. Thế thì mình phải đổi ngược lại đây là m là số nguyên chẵn, bởi vì cái m này của mình là một axit thôi nên m nó là số nguyên, còn n có thể là số không chỉ nguyên. Đây là đổi nm. Đây là m bên trên. Với m bằng 1
15 trừ 5 bằng 10, 10 trừ 2, n bằng 5. Với m bằng 2 thì loại. Đúng không? Với m bằng 2. Không được chứ nhỉ? M bằng 2 được chứ nhỉ? 15 trừ đi 10 5 2,5. M bằng 3 thì mới loại thôi. Thế lưu ý rằng là cái anh này là hai axit carboxylic no đơn chức. Đúng không? Đề bài nói là no đơn chức. Thế thì nó không thể là có cùng số nguyên tử carbon được. No đơn chức thì không thể cùng với số nguyên tử carbon này, bỏ. Vậy là mình phải lấy 2,5 thôi, chỉ có 2,5. Vậy n bằng 2,5. Với n bằng 2,5 thì mình thế vào anh này mình được, nó sẽ là C tác dụng với lại cao H. Đâu rồi? Để bài hỏi này. Tổng khối lượng của hai muối hỗn hợp 3 muối này. Vậy thì có phải là khi mà tác dụng với lại, đây thì mình cứ ghi ra, vậy là suy ra cái thằng muối này của mình nó sẽ là C, thằng muối này của mình nó sẽ là C 2,5 này. H 2,5 nhân 2 là 5, 5 cộng 1 là 6. COO này. 2 lần C3H6 này. Cộng với lại NaOH. Đề bài nó là cộng NaOH. Hỗn hợp 3 muối mà. Đúng không? Thế thì số mol thằng này biết rồi, 0,015. Thì cộng NaOH thì nó tạo thành là C2,5 H6 COONa 0,015. Rồi, chúng ta ra vào mở muối. 0,015 này. À đây là 12 nhân 2,5 cộng 6 cộng 44 cộng 23 bằng nhân 0,015 bằng 1,545. Ôi, không có rồi. Chỗ này thầy bị nhân nhầm rồi. Chỗ này thầy bị nhân nhầm ở đâu rồi? Xem nhá. Chỗ này xem mình bị nhầm ở đâu nhá. 2,5 nhân 12 cộng 6 cộng 44 cộng 23 bằng phân tử khối của nó bằng 103. 103. Aha, CN hỗn hợp 3 muối, 2 axit no. Đúng rồi. 103 mà 2 muối thì đây nó là C2F5. Số mol. Ơi. Số mol là 0,05 nhân 2. Nhân với 0,03 bằng 3,09. Nó cũng không có đáp án. Thế chỗ này mình đang bị lỗi đâu nhỉ? Từ từ đã. Đưa ra tất cả 2 lần. C2,5. Đúng rồi. Đến đây mà không ra thì nhục. C2,5 H2,5 nhân 2 là 5. 5 cộng 1 là 6. CONA. Mình chưa bấm sai phát nào. 2,5 này. Nhân 12 cộng 6 cộng 44 cộng 23 bằng 103. 0,03. 3,09. Xem thể lỗi ở đâu. Khối lượng của hỗn hợp 3 muối, trong đó tổng khối lượng muối của hai axit no thì cái thằng kia nó sẽ là C 2,5 3x. À, sao mình lại lấy cái thằng này? Số mol lúc nãy mình tìm được cơ mà. Số mol ban đầu cơ mà. Không phải không nhân nhân sai, không phải 0,15. AB đâu? Lúc nãy chúng ta tìm được AB. Có cái chỗ chúng ta tìm AB cơ. Đây. 0,06 ạ, nhân 0,06. Tí chết. Vậy là nhân với 0,06 ạ, không phải nhân 0,15. 103. Vậy chỗ này là 0,06 nhân 2. 0,12 ạ. 103 nhân 0,12 bằng 12,36. Đúng rồi, thằng nào tự nhiên thấy số mol nó nhỏ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Với một cái câu mà siêu khó như thế này thì việc giải được và hạn chế những việc nhầm lẫn. Đây chúng ta thấy rằng chúng ta bị nhầm lẫn rất là nhiều. Ok. 80 này. Hỗn hợp X gồm Al2O3 này. Al2O3 này. Ba này. Kali này, trong oxy chiếm 20% khối lượng. Khối lượng của oxy bằng 20% khối lượng của X. Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư thì thu được dung dịch Y.
thì dung dịch Y chúng ta là có thể sinh ra hydro này. Số mol là 0,022. Và dung dịch Y, vậy dung dịch Y chúng ta có thể gồm AlO2 trừ. Không thấy có nói kết tủa, vậy chắc chắn là tan hết. AlO2 trừ và OH trừ. Có Ba2 cộng, có K cộng. Được chưa? Cho từ từ đến hết dung dịch gồm vào Y. Đây, cho từ từ đến hết dung dịch gồm H2SO4 0,018 0,018 và 0,038 HCl 38 HCl vào Y thì thu được dung dịch Z. Thu được dung dịch Z chỉ chứa muối clorua và muối sunfat trung hòa. Đấy chưa? Chỉ chứa muối clorua và muối sunfat trung hòa. Và kết tủa là 2,958 gam kết tủa. 2,958 gam kết tủa. Thế thì cái kết tủa này chúng ta là chắc chắn có kết tủa BaS4. Đúng không ạ? Chắc chắn có kết tủa BaS4. Xem nhá. Kết tủa chúng ta sẽ gồm này. BaS4. Nhưng mình test thử xem liệu có chỉ có một bình BaS4 hay không. Mình lấy 2,958 chia 233. Lẻ. Đây. Vậy điều này chứng tỏ là khả năng cao là chắc chắn nó kết tủa AlOH 3 lần. Được chưa? Vậy là 20 thằng này là có cả kết tủa thằng H4. Ừ đúng rồi, có cả kết tủa BS4 và kết tủa AlOH 3 lần. Nó khó là chỗ điểm đấy. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta giải này, chúng ta đặt đi. Đặt số mol AlOH 3 là X, Ba là Y, Kali là Z. Giải thế cho nó ngon lành cành đào. Mình có hệ luôn. Anh này tác dụng với nước thì không ra hydro. Bari tác dụng với nước sinh ra hydro. Y. Một tầng này sinh 1 hydro. Một tầng kali sinh ra 0,5. 0,5 Z. Được chưa? Thì bằng 0,022. Một phương trình đã. Được chưa? Phương trình thứ hai là phương trình về phần trăm khối lượng đúng không? Phương trình thứ hai là phương trình về phần trăm khối lượng. Phương trình về phần trăm khối lượng thì đề bài nói là phần trăm khối lượng của oxy. Thế oxy trong này 3X. 3X chia cho phân tử khối 102X cộng 137Y cộng với 39Z thì bằng 20%, có nghĩa bằng 0,2. Thế chỗ này mình sẽ có là 3 chia 0,2 15. 15X thì bằng 102X cộng 137Y cộng 39Z. Đấy chưa? Đấy là phương trình thứ hai. Chúng ta còn một cái phương trình số 3 nữa. Chúng ta còn một cái phương trình số 3 nữa. Là phương trình gì ạ? Đây này, chúng ta nhìn này. Trong đề bài bảo là trong Z chỉ chứa muối clorua và muối sunfat trung hòa. Clorua và muối sunfat trung hòa. Đúng không ạ? Thế thì cái khối lượng 2,958 này thì phải chứng minh nó gồm BaS4 và AlOH 3 lần. À, trong này nó nói là chỉ chứa muối clorua và muối sunfat trung hòa. Muối sunfat trung hòa, điều này chứng tỏ rằng là trong này không chứa, không còn là không thể, bởi vì có trong dung dịch Z này có S42 trừ nhá. Thế thì không thể còn Ba2 cộng được, vậy là S42 trừ dư và Ba2 cộng hết, vậy Ba2 chu tọt hết vào đây. Vậy đây là Y. Được chưa? Đây là Y. Nhá. Được không? Đây là Y được không? Thế thì cái chỗ cuối này mình sẽ có là 2,958 thì chính bằng 233Y cộng với 78 nhân với lại số mol kết tủa AlOH 3 lần. Được chưa? Thế bây giờ nhiệm vụ chúng ta là đi tìm cái thằng AlOH 3 lần này. Được không? Rồi nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm cái thằng số mol AlOH 3 lần. Biểu diễn theo xy là xong. Đúng không? Biểu diễn theo xy là xong. Thế đây mình có nhá. Trong này thì mình có này. Số mol của OH trừ phản ứng. Số mol của OH trừ phản ứng thì bằng gì ạ? Trong này thì mình có số mol của OH trừ phản ứng. Số mol của OH trừ phản ứng
thì có phải chính bằng 2 lần số mol của Al2O3 không ạ? Đây này, Ba tan trong nước, kali tan trong nước tạo thành OH trừ, đúng nhá? Tạo thành BaOH 2 lần và KOH, đúng không? Thế thì OH này hòa tan thằng Al2O3, vậy mình tìm được số mol OH trừ phản ứng của cái phần này. Được chưa? Thì là bằng 2x. Hoàn toàn nên mình tìm được số mol của OH trừ dư. Tại sao mình tìm được? Tại vì tan trong nước thì nó sẽ tạo thành là BaOH 2 lần. Và KOH, BaOH 2 lần là Y, KOH là Z. Vậy nó sẽ là 2Y cộng Z, 2Y cộng Z trừ x ạ. Đúng chưa? Thế mà ta tìm được là thằng số mol có phải là OH trừ sinh ra đều là do kali và bari sinh ra không? Thế có phải là số mol OH trừ sinh ra có phải chính bằng là 2 lần số mol hydro không? Vậy có phải nó chính bằng là 2 lần số mol hydro thì có phải là bằng 2 nhân 0,22 2 nhân 0,22 0,44 0,44 trừ 2x. Trừ đi 2x, sorry, đây trừ 2x. OH trừ dư. Đấy, 0,44 trừ 2x. Nhá, đây này, anh này này, 0,44 trừ 2x. Nhôm thì chu toán hết vào đây. X nhân 2, 2x. Ok. Tiếp tục nhá. Vậy mình sẽ suy ra được là số mol H cộng. Mình có này, số mol H cộng đây, số mol H cộng phản ứng đây thì nó phải ăn gì nhỉ? OH trừ trước, sau nó mới ăn AlOH 4 lần trừ đúng không? Ta có này, số mol H cộng thì có phải nó ăn 4 lần số mol AlO2 trừ, đúng chưa? Trừ đi 3 lần số mol AlOH 3 lần cộng với lại số mol OH trừ dư không ạ? Cái này công thức thầy đã dạy rồi. Vậy hoàn toàn thì sẽ có anh này là bằng 0,038 cộng 0,018 nhân 2 nhé, 0,074 thì bằng 4 lần số mol của AlO2 thì là 4 nhân 2x trừ đi 3 lần số mol kết tủa, 3 lần số mol AlOH 3 lần cộng số mol OH trừ dư 0,44 trừ 2x. Vậy đến đây mình tìm được số mol của AlOH 3 lần bằng 0,74 trừ 0,44, 0,074 trừ đi 0,044. Thế thì 0,074, có chỗ này có nhầm đâu không nhỉ? À còn phải chia cho 3 nữa. Thế thì đây là giải từ từ đi. 3 lần thằng này thì vứt sang bên này là 3 lần thằng này thì bằng 4 x 2 là 8. X trừ đi 0,074, đúng chưa? Cộng với lại 0,44 0,074. Cái này đúng là 0,44 đúng không? À, 0,044 chứ đúng không? Đây 0,02 nhân 2 chỗ này. Đây là 0,022 nhân 2 ạ, 0,044 ạ. 0,044 ạ. 0,044. Được chưa? Đây 8x này trừ đi 0,074 này cộng 0,044 này trừ đi 2x. Vậy mình tìm được số mol của AlOH 3 lần bằng 8 trừ đi 2 thì bằng 6x. Tất cả chia 3 nhé. 0,074 trừ đi 0,044 bằng 0,03 trừ đi 0,03. Vậy nó bằng là 2x trừ đi 0,01. Đấy chứ, 2x trừ 0,01. Vậy mình tìm được số mol của AlOH 3 lần bằng 2x trừ 0,01. Đây mình thế vào đây, mình được là 78 nhân với lại 2x trừ 0,01 cộng 233y thì bằng 2,958. 2,958. Được chưa? Vậy đây mình bấm máy tính mình giải hệ này. 0 bằng 1 bằng 0,5 bằng 0,022 bằng vứt x sang đây là 102 trừ đi 15 bằng 137 bằng hơi chết bấm nhầm 3 không bằng 1 bằng 0,5 bằng 0,022 bằng 102 trừ 15 bằng 137 bằng 39
bằng 0 bằng đầu này 78 nhân 2 bằng 233 bằng 0 bằng 2,958 trừ đi 2,958 cộng với 0,01 nhân 78 bằng. Ôi chết, chết sao âm hỏng rồi. Hi 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 hi, bấm máy tính lỗi rồi, ngại quá đi. Y cộng 78 nhân 2 x trừ 0,01. Đúng rồi, bấm máy tính lỗi. Ngại quá đi các em ạ. 1,2, 1,3,7. À, biết lỗi đâu không? Đây là phần trăm khối lượng của oxy. Thì chỗ này phải là 3x nhân 16. Nhân 16 nhá. Thế thì sửa chỗ này. Đấy, 3x nhân 16 chia chết thì thằng này phải nhân với lại với 16. Là xong, thế là không sai đâu. Ta sửa một cái hệ số 2 thôi. Hệ số 1 đúng. Hệ số 2 là 16 102 trừ đi 16 nhân 15. Rồi. Còn lại hệ số 3 đúng. Đây đúng rồi. X bằng 0,015. X bằng 0,015. Y bằng 6 nhân 10 trừ 3 0,006. Z bằng 0,032. Được chưa? Đề bài hỏi giá trị của M. Đây giá trị của M là khối lượng của X. Giá trị của M đây. Tìm giá trị M luôn. 0,015 nhân 102 cộng 0,006 nhân 137 cộng 0,032 nhân 39 bằng 3,6 gam. Ôi tròn thế. 3,6 gam vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ghê chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò.